Xin chào toàn thể quý vị bà con của bác trên mọi miền tổ quốc nha. Ngày này hôm nay cuối năm chọn kho nên có một số hàng thanh lý này nha. Rồi đầu tiên em còn một ít này, nó còn bị sót nha. Cái cuồng dây nguồn dây nha, đuôi có công tắc này, đuôi có công tắc, có dây cắm luôn. Cái này nó dài 2,5 mét nha, 2,5 mét. Em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bác mình một sợi như này là chỉ có 23.000 thôi nha. Một sợi 23.000 thôi quý vị ơi. Đấy, quá rẻ nhá, thanh lý cho kho còn thanh lý nhá. Rồi, tiếp đến là cái một cái màu này là màu automat nhá, gọi là CB ấy. Đây là hàng này, hàng bài Nhật gốc luôn quý vị nhá, bài Nhật đấy, hàng chữ Nhật gốc luôn. Đấy, về cái kiểm tra không đóng chữ Nhật như này thì không cần thanh toán tiền. Bao bao ngon luôn nhá. Đấy, hàng còn sống quý vị nhá. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Đấy, còn nhảy bắc luôn. Thanh lý một cái 15.000 nhá. Cái màu này thì nó là 20A thôi. Hàng bài Nhật đấy, cái này thì những cái khu chung cư ấy nó phá dở cho nên em mới có được cái lô hàng này. Nó cực kỳ ngon nhưng mà bộ đồ tưởng đâu hết nên nhưng nó còn sót mấy cái thanh lý ha. 15.000 một cái nhá. Cực kỳ là ok luôn. Đấy, cái nào cũng ấy hết cả. Hàng Nhật 100%. Đấy, cực kỳ là ngon, 15.000. Anh nào quốc được thì alo cho em này. Rồi, tiếp đến là còn một ít này. Đây là cái keo hai mặt này. Quý vị nhìn thấy nhá. Keo hai mặt này. Cực kỳ là ngon luôn. Keo hai mặt trong nhá. 25.000 một cuồng nha em này, 25.000 một cuồng này. Còn anh nào muốn nhỏ nhỏ hơn thì nó là 20.000 nhá. Đấy, cuồng nhỏ hơn thì 20.000, còn cuồng lớn 25.000 cho em này. Đây, hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, bao đánh đu này, dán vào tường thì bao đánh đu luôn nhá, cực kỳ là xịn sò. Rồi tiếp đến là cái bộ dao nhá. Đấy, tiếp đến là cái bộ dao này. Bộ dao này còn có mấy bộ thôi nhá. Còn có mấy bộ thôi quý vị ơi. Cho nên thanh lý với giá chỉ có là 50.000 một bộ này. 50.000 một bộ cho em nhá. Đấy, giá sập sàn chưa? Quý anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Rồi, tiếp đến là cái màu cái đèn năng lượng mặt trời này. Đấy, đây là cái màu đèn năng lượng mặt trời nhá. Đấy, cực kỳ đèn sân vườn ấy. Đấy. Cực kỳ ngon luôn. Mình lắp vào nhá, còn đầy đủ luôn. Như nó còn trong kho như này đây. Nó bị bẹp xuống. Đấy, cái bài hộp thôi. Thanh lý với giá chỉ có 190.000 nhá, thanh lý 90.000 cho em. Đấy, 90.000 một cái cho em. Đấy, anh nào mốc được những cái hàng này thì lưu ý nhá, cọc tiền em mới đi hàng nhá. Cọc cạc điện thoại hoặc là chuyển khoản thì em mới đi hàng nhá. Rồi, lưỡi cưa này, đấy, lưỡi cưa xích này, về mấy cưa cây, cưa cùi để về đầu bánh tét, bánh chân, bánh giày này nhá. Lắp vào máy mài cho em. Một lưỡi như vậy 55.000 nhá, một lưỡi 55.000. Đấy. Quá ngon luôn, quá rẻ, dễ sử dụng quý vị nhá. Rồi, ngon, rẻ, dễ sử dụng. Quý vị bà con của bác mình có nhu cầu thì alo cho em này. Rồi, tiếp đến là cái cuồng dây điện này. Đấy, khách đặt thì hết rồi nhưng nó còn sót không biết còn một hai cuồng gì đây. Dài 30 mét nhá, 30 mét cho em này. Cuồng dây dài 30 mét như này mà thanh lý giá chỉ có là 120.000 nhá. 120.000 thôi, đấy, rẻ chưa? Đấy, có đầy đủ nhá, ổ cắm đúc này. Ổ cắm đúc cho em này, ổ cắm đúc nhá. Rồi, phất cắm đầy đủ này. Đấy, vì có việc xài thôi. Thanh lý 120, anh nào múc được thì múc này. Rồi, tết nhất thì anh nào mà cô nào bụng eo to thì đây. Đấy, xoay nhá, hai bàn chân này xoay để tập cái vòng eo của mình cho nhỏ gọn nhá. 45.000 một cái quý vị nhá, 45.000 một cái thôi. Thanh lý cho bây giờ thanh lý giá vụ lộ vốn thôi. Anh nào múc được thì múc cho em này nhá. Rồi, tiếp theo là cái màu gì nhỉ? Tiếp theo là còn một cái bộ xay thịt này, xay khô này. Đấy, hàng cũng còn đầy đủ nhá, đầy đủ như này luôn. Đấy, ok chưa? Mới keng beng luôn. Đấy, còn hoạt động ngon nhá. Thanh lý với giá chỉ có là 130.000 nhá. 130.000, anh nào mốc được thì alo cho em này nhá. Đấy, quý vị vào xem kênh mà có cái nhu cầu đến cái dòng sản phẩm nào thì cứ alo cho em nhá. Rồi, còn đây này. Còn đây là cái bơm mực này. À, đây là cái bóng mực, người ta gọi là cái bóng mực. Có cả mực nhé, cả dây theo kèm, dây dài 30 mét cho em này. Đấy, dành cho mấy anh thợ mực hay đi đóng rui lách của các nhà gỗ ấy thì đây. Nhá, cực kỳ là ok luôn. Đấy, thanh lý với giá chỉ có 55.000 nhá, 55.000 cho em. Đấy, anh nào móc được thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp theo em lên cái màu sản phẩm này nhá. Đây, đây là một cái màu mày nói là nhà nào cũng cần dùng này mà siêu rẻ luôn mà giá cực kỳ ngon luôn, chất lượng thì ngon nhá. Rồi đầu tiên lên cho toàn thể quý vị mình một cái đuôi đèn nhá. Đuôi đèn này, đấy, có
đuôi này cực kỳ là ngon nhé, 5.000 đồng một cái này. Đuôi này gói 5.000 đồng thôi một cái cho em này, anh nào mốc được thì mốc này. Đấy, ổ cắm này, ổ cắm nhá, ổ cắm ba ổ cắm luôn, có đèn báo nhá, ổ cắm ba ổ cho em này. Đấy, 15.000 một cái này, ổ cắm này 15.000 một cái nhé, 15.000 một cái thôi. Còn đây, đây là một cái mẫu CB. Đấy, mẫu CB với là nó là 30A nhá, CB mới 100% quý vị nhá, 100% luôn, mới cực kỳ là mới luôn, ngon. Đấy, chất lượng ngon, vừa về xài cực kỳ là sướng này. Đấy, còn một phòng lắp một cái này, cực kỳ là ngon nhá. 30A thanh lý với giá chỉ có 25.000 thôi, 25.000 một cái nhá. Đấy, CB 30A 25.000 một cái, hàng cực kỳ là ngon. Đấy, đấy, anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp tục em lên cái mã sản phẩm bình xịt nhá, bình xịt cho toàn thể quý vị mình này. Đây là cái mẫu bình xịt phun thuốc trừ sâu này, hay là bơm nước cho hoa cho lan này, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đây là mẫu này mà hàng cao cấp, cực kỳ là xịn sò cho em, bình cực kỳ dài dằng, bà nén hơi cực kỳ là khỏe luôn. Với cái mẫu này là dung tích 2 lít nhá. Ngày hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 60.000 một bình cho em này, hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, bình cực kỳ dài dằng nhá, 60.000 một bình cho em. Đấy, quý vị bà con và mình quan tâm thì alo nhá. Anh em có về thêm một cái mẫu sản phẩm mà lấy là đèn năng lượng mặt trời nhá. Cái mẫu đèn này thì mình có thể lắp ở ngoài cổng này, ngoài làm tường rào này, ngoài cổng này, hoặc là hai bên hông nhà nhá. Những khu vực nào mà ánh sáng nó vào nhiều, ánh nắng nó vào ấy, để nó hấp thu năng lượng mặt trời này, là nó từ sạc đấy, từ sạc nó từ công từ cấp luôn, mình không phải sạc hết, mình chỉ cần gắn vào thôi, có ốc vít gắn theo kèm nhá. Rồi có lỗ gắn theo kèm ốc vít này, như vậy là mình có thể gắn lên trên tường là nó sử dụng thôi. Khi trời tối là nó sẽ tự động sáng lên như này, em đang quay trong chế độ tối nhá, và lúc nào nó sáng này là chế độ đó, ban ngày là nó sẽ từ sáng từ tối cho em, từ tắt cho em này, thấy chưa? Từ tối này nó trời sáng là nó từ tắt này, và khi mình đấy không trời tối cho nó sẽ từ sáng nhé. Đây là chế độ tự động đèn năng lượng mặt trời, cực kỳ là đẹp luôn nha. Rồi, nay thanh lý với giá chỉ có 85.000 một cái cho em này, 85.000 quý vị nhá. Hai mẫu, hai đèn hai bên này, hai xịn sò chưa, đẹp chưa? Đấy, quý vị bà con của bác mình muốn trang trí cho ngôi nhà mình đẹp thì mua mốc ngay cái này liền cho em nhá. Tiếp theo em lên cái mẫu sản phẩm kìm mỏ quà cho quý vị nhá. Đây là cái mẫu kìm mỏ quà hàng Nhật, cực là xịn sò luôn. Đấy, đây là mẫu này là mẫu lớn nhá, mẫu kìm quà lớn nha em này. Đấy, cái mẫu này thì đường kính cực kỳ là rộng luôn, đường mở của nó quý vị nhá. Đây này, đường kính có mở của nó là 10 phân nha em nhá. Đấy, như này thì quá thoải mái rồi cho quý vị bằng các ống này nhá. Rồi, cực kỳ là ngon luôn. Với cái mẫu sản phẩm này thì em bán một cái là 140.000 nha. 140.000 một cái kìm mỏ quà hàng lớn như này. Cái hàng này hàng Nhật, bao xịn sò luôn quý vị nhá. Có tay bọc này, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Đây, quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Tiếp tục ngày hôm nay về một số lượng lớn về cái dòng mẫu massage này cho toàn thể quý vị bà con của bác mình nhé. Đấy, từ massage bằng điện, massage pin có đầy đủ hết nhé. Đấy, và đây là cái sản phẩm massage xài điện 220V với chức năng của nó là massage rất chi là sướng này. Đấy, một em gái xinh tươi đang massage nhé. Đấy, xài điện 220V này, và có điều chỉnh tăng áp luôn nhé, có điều chỉnh tăng nhẹ mạnh nhẹ luôn đấy, và tăng kèm 4 cái đầu như này nhá, 3-4 cái đầu như này, với giá chỉ có 140.000 thôi, 140.000 quý vị nhá. Đó, quá rẻ, dòng massage xài điện cho em này. Rồi còn tiếp tục, anh nào mà muốn xài cái dòng massage mà 4 đầu đấm này, cái dòng massage này là 4 chức năng, người gọi là 4 chức năng nhá, và có là 4 chức năng và nó là 6 chế độ tăng mạnh nhẹ. Đây, sau này là 6 chế độ tăng mạnh nhẹ cho em nhá. Đấy, mình tăng theo từng cái một này, và đèn nó chiếu sáng nhá. Với giá chỉ có là 215.000 thôi. Đấy, em thanh lý 215.000 nhá. Đây, 6 nhá. Đấy, thấy chưa? 6 cấp độ cho em này, đấm cực kỳ là đạt luôn. Phê clê luôn nhá, cực kỳ là sướng luôn nhá. Đấy, máy này là em bao khỏe luôn. Đấy, quý vị massage thoải mái cho em này. Đấy, cực kỳ là ngon nhá, với giá 215.000. Đây, 215.000 một cái sản phẩm như này nhá, máy massage bằng điện bằng pin. Đây, còn bác nào muốn xinh xắn xinh tươi hơn và 8 chức năng, cái này thì nhiều đầu đấm hơn nhá. Đấy, gồm có 8 đầu đấm cho em này. Đấy, và thì cái sản phẩm này thì nó là
mình khi mình sử dụng nó ấy, thì mình lưu ý nha, mình bấm cái nút khởi động của nó ấy, mình bấm cái nút khởi động của nó qua tầm 10 giây cho em nhé, bấm cái nút khởi động này. Đấy, 10 giây nó mới hoạt động, thấy chưa? Đấy, và bỏ vào là thấy ra ba chế độ, nhưng mà chế độ này ba chế độ cực kỳ là mạnh luôn. Đấy, cực kỳ là sướng luôn nhá. 8. Đấy, đèn đẹp lung linh luôn nhá. Đấy, siêu ngon luôn. Đấy, và đây là chế độ đổi màu của nó nhá. Đấy, và muốn tắt thì mình nhấn vào. Đấy, muốn tắt thì mình nhấn vào nhá, nhấn vào dự thì nó sẽ tắt cho em. 260.000 nhá, 260.000 thôi. Đấy, giá cực kỳ là rẻ và yêu thương rồi. Rồi, tiếp theo đây là cái gối massage. Đấy, tiếp theo là cái mẫu gối massage này. Đấy, gối này là gối nghỉ ngơi. Đấy, gối nghỉ ngơi dành cho những cái không gian nào mà trống rỗng, căn phòng nào mình cần có sự nghỉ ngơi, ghế hơi cực kỳ là phê luôn nhá. Cái màu ghế hơi này thì 350.000 này, 350.000 nhá. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay em về cái dòng sản phẩm nhá, vòng một cái dòng sản phẩm máy thổi bùi pin cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Nói chung là cái dòng sản phẩm này quý vị mua về xài cực kỳ là hay luôn nhá, để hút bụi nó trong nhà nào cũng cần hết, đặc biệt là những lúc ngày rằm mùng 1 để làm vệ sinh bàn thờ tổ tiên này. Đấy, cực kỳ là hay luôn nhá, mới một cái sản phẩm thân hình gọn nhỏ và nói chung là nó dễ hút rất kỳ hút nhá. Đấy, và đây là có thêm một cái chùi này này theo kèm này này, nó lúc nào mình cần ấy thì mình sâu thêm cái chùi vừa đánh nhá, cái nào bừng cứng ấy thì mình vừa đánh vừa hút luôn, còn không thì mình để như này mình hút nhá. Với một cái dòng sản phẩm máy hút bụi mini xài pin ấy, em đang thanh lý với giá kịch sàng luôn quý vị nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn này. Đấy, máy thì khởi động cực kỳ là mạnh, hút ba hút nhá. Và đây em sẽ test thử luôn cho quý vị cùng xem này. Một cái hạt gạo nhá, hạt gạo làng ta này, có vị vù sa ấy, to này, nặng này, nhưng mà hút thoải mái nhá. Đây, nhìn thấy chưa? Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, như một cái cối xay gió chưa, hút cực kỳ đầy rồi này. Ô rồi, hút đầy nhắc luôn. Đấy, cực kỳ là đã luôn quý vị nhá, phê lê luôn. Đấy, hút bụi nào mà bụi thì thoải mái luôn. Đấy, đặc biệt là làm vệ sinh ghế sofa này, hay là xe ô tô này, đấy, ngóc ngách các như vậy thì hút cực kỳ là ngon luôn. Cái hạt gạo to bự như này mà nó hút đầy như này thì quý vị nhìn hiểu nó khỏe như nào rồi nhá. Rồi, với dòng sản phẩm này em đang thanh lý với giá chỉ có 90.000 thôi nhá. Đang thanh lý với giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, hôm nay chơi lớn, sale sập sàn luôn cho quý vị bà con bác mình về xài nhá. Đấy, hút bụi xài bằng pin. Khi mình xài hết pin rồi thì mình nhớ nhá. Đấy, xài hết pin rồi thì nhớ sạc pin cho em, có dây cài sạc theo kèm này. Và nó sạc là theo cái cụ sạc điện thoại của mình ấy, theo cụ sạc điện thoại cho mình nhá. Đấy, em nhích thêm một phát nữa cho quý vị cùng xem này. Nhiều lúc các bác nói là đây, cái này đang còn trống trơn nhá, cái này còn gạo đầy này, và bịch luôn nè nhá. Áo rồi, khuê như này mà quá ngon như này. Ô đấy, hút thoải mái nha em nhá, cực kỳ là đã luôn, với giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, quý anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Tiếp tục ngày hôm nay trên kênh của em sẽ review cho toàn thể quý vị bà con của bác mình một cái dòng sản phẩm nhá. Đấy, đây là một con máy thổi hút bụi mini. Đấy, thực sự luôn cái sản phẩm này nó có chế độ hút và thổi luôn, cực kỳ là ngon nhá. Với mà một cái sản phẩm hàng Nhật xịn sò cao cấp của em này. Đấy, bên kênh của em không ngừng đi tìm kiếm những cái sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý cho toàn thể quý vị bà con của bác mình sử dụng nhá. Đây, và một cái con siêu phẩm siêu nhỏ gọn đây để dành cho những bà con mình làm vệ sinh những cái ghế sofa này, giường tù này thoải mái nhá. Đấy, vừa thổi vừa hút luôn, chỗ nào cần thổi thì mình thổi nhá. Đằng sau này đây là cái đuôi, mình có thể lắp ra nhá, mình có thể rời ra như này và có thể ráp vào luôn. Đấy, cái này thì cũng có thể hút này, nó đặc biệt là hút là ok luôn. Đấy, đây mình cái này nó vừa luôn nhá, cái đuôi của nó là nó như này, cực kỳ ok. Đây, để em rạp vì em một tay nhá. Đây, trước tiên là giới thiệu cái thổi cho toàn thể quý vị mà con mặt thấy chưa, thổi nhá, thổi ok chưa. Đấy, bay gào bay rồi thế này. Đấy, thấy chưa, bay gào này nó bay hết luôn. Còn muốn chế độ hút thì đây, hút thì thoải mái em không phải lo nhá, hút thì bao la rồi nhá. Với một cái viên gào như này nó nặng nhưng mà nó hút đầy như này thì quý vị biết như thế nào, chất lượng nó như thế nào rồi nhá. Đấy,
một cái sản phẩm này em đang thanh lý trên kênh đang có giá siêu siêu rẻ luôn, với giá chỉ có 180.000 thôi nha, 180.000 đấy. Quý anh chị em bà con hoặc mà ai có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm này thì gọi điện vào số hotline em ghi lên màn hình nha. Chào mừng toàn thể quý anh chị em bà con nha. Đấy, ngày hôm nay có về thêm một cái dòng sản phẩm hút bụi này, hay một cái hàng xuất châu Âu cho toàn thể quý vị nha. Đây, hàng Nhật xuất châu Âu, bao xịn sò, bao chất lượng luôn. Đấy, một cái sản phẩm mà nó nói chung là cái phụ kiện theo kèm nó cực kỳ là hay này nha. Nó có cái ống mềm này, ngay cả cái trội này, rồi dây sạc cực kỳ là lớn nha, có củ sạc theo kèm luôn. Đấy, phụ kiện nó như này, một cái máy rất chi là xịn sò như này nha. Rồi, với dòng sản phẩm này em đang thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình ấy, với một cái giá hết sức hợp lý luôn, cái giá cực sàng nha, chỉ có là 290.000 thôi. Hay một cái sản phẩm xịn sò cao cấp này mà 290.000 thì quá tuyệt vời cho toàn thể quý vị anh chị em bà con bạc mình nha. Ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em. Rồi tiếp tục về một cái lô sản phẩm máy thổi và hút bụi nha, hàng cao cấp cho em này, cho quý vị bà con của bạc sử dụng nha. Đấy, với cái một cái công suất cực kỳ là lớn này, 750W nha. Đấy, vòng tua là đến tầng 13.000 vòng này, cực kỳ là đã luôn. Đấy, thổi lá thổi nó cho thổi hút bụi thoải mái cho em này nha. Có bọc luôn, có túi rác theo kèm theo cho mình nha, muốn thổi thổi hút hút. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn với cái dòng sản phẩm này. Hiện tại bên em cũng đang mới về cho nên có giá cực kỳ yêu thương cho quý vị bà con của bạn này, sale với giá 210.000 nhá, 210.000 thôi, quá rẻ. Đấy, quý vị có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Tiếp đến là cái dòng sản phẩm một cái bộ khóa cờ lê nhá, bộ khóa là cờ lê từ 8 đến 24. Đấy, nó là đến từ 8 đến 24 quý vị nhá. Đấy, khóa đầu một đầu vòng một đầu mở này, nó rất chỉ là xịn sò với một cái chất lượng thép này. Đây là hàng Yeti, hàng của USA cho em nhé, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò với một cái chất thép là thép của nó là thép không gì nhá. Đây, hàng cực kỳ là cao này, nó từ 8 9 10 11 12 13 14 10, nói chung là nó đến 24 này. Đây là đầy đủ như này đây nhá, 17 18 19 20 22 24, gồm 14 cây như này, với một cái dòng chất lượng cao. Em bao cho tất cả quý vị mua một bộ xài cả đời nhá. Đấy, bác nào mà cẩn thận hơn nữa thì truyền tầng 2 đời 3 đời luôn, với một cái bờ clay Zeti. Ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có là 230.000 thôi nhá, 230.000, hàng cao cấp, hàng xịn sò cho em, đảm bảo chất lượng cho quý vị bà con của bác mình sử dụng nhá. Đây là hàng chất lượng thép, chất lượng vàng cho quý vị luôn này nhá. Tiếp tục ngày hôm nay về thêm một cái tuyệt phẩm nữa cho quý vị bà con của bạc mình thường hay đi đêm nhá. Và nói chung là có những cái ngành nghề bảo vệ thì hay thường xuyên sử dụng những cái vật dụng như này. Đây là một cây đèn pin. Đấy, một cái màu đèn pin phải nói em bao cho toàn thể quý vị mình rọi xa rọi sáng nhá. Đấy, và nó có tính năng là đèn bên hông này và đèn nhấp nháy báo sự cố này. Và đặc biệt đây là nó một cái đèn là bao sáng này. Đấy, cái độ sáng của nó là rồi đến từng một cái số luôn quý vị nhá, bao xa luôn, bao chất lượng, bao xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình. Đấy, đây là tính năng nhá. Đấy đèn bên hông, đây là cái màu đèn bên hông cho em này. Rồi đây là đèn báo sự cố nhấp nháy nhá. Đấy, nó cực kỳ là đa năng như này, ok cho quý vị. Rồi, và đặc biệt thêm một cái tính năng nữa mà quý vị phải nói là phải hú hồn với nó này. Đây, nó nằm trong lòng này, trong gọi là nội tạng của nó nhá. Đấy, mở nó ra là gấp đôi nó lại. Đây là những cái chi tiết mình có thể giải quyết những cái sự cố cần thiết nhá, giải quyết những sự cố cần thiết như con ốc, con vít này, lục giác này. Những cái này là những cái cực kỳ thông dụng luôn cho bà con quý bác mình ai có nhu cầu sử dụng nhá. Với cái sản phẩm này thì nói chung là thanh lý giá cực kỳ rẻ luôn, 195.000 nhá, 195.000 cho toàn thể quý bà con của bạc mình này. Đấy, mua về xài cực kỳ sướng quý vị nhá. Đấy, em bao chất bao xịn sò cho toàn thể quý vị mình bà con mà mình luôn nhá. Là tiếp tục lên một cái dòng sản phẩm ấm siêu tốc cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đây là cái mẫu sản phẩm ấm siêu tốc hàng Cuckoo, hàng của Hàn Quốc cho em này. Đấy, cái này thì dung tích của nó là 2 lít nhá, dung tích của nó là 2 lít cho em này. Đấy, hàng Hàn Quốc cho em này. Đấy, cực kỳ là ok, xịn sò con tê tê nhá.
Đây là cái màu thủy tân, có thể nhìn thấy được này, và có bọc nhựa cho em này, bọc nhựa có ngày này, đấy, cực kỳ là ok luôn nha. Với một cái sản phẩm chất lượng xịn sò, đảm bảo chất lượng cho toàn thể quý vị bà con các bạn mình sử dụng nha. Đấy, chống giật này, rồi chống vỡ này, các kiểu này, chống nhiệt, chống nóng này, cực kỳ là hay nha. Đấy, với sản phẩm này em đang thanh lý với giá chỉ có 160.000 thôi. Đấy, 160.000, đấy, quý vị bà con các bác mình có nhu cầu quan tâm thì gọi điện cho em nha. Rồi, chào mừng toàn thể quý anh chị em bà con bạc nha. Đấy, đã quay trở lại. Và đây hôm nay có về cái màu sản phẩm một con đánh trứng xài pin, đánh trứng nha, xài điện 220. Đấy, nó cực kỳ là nhỏ gọn luôn. Và tặng kèm thêm ba cái đầu đầu đánh nha. Ba cái đầu đánh, một cái đầu xoắn và hai cái đầu nù này. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Với dòng sản phẩm này mình có thể đánh cà phê, đánh trứng này, hay là đánh bất cứ cái gì, cực kỳ là hay nha. Làm soda hay là gì đấy, cực kỳ là ngon. Đấy, với cái dòng sản phẩm này thì em đang thanh lý với giá chỉ có 99.000 thôi. Đấy, 99.000 thôi quý vị nha. Đấy, quý anh chị em bà con mình quan tâm đến cái mẫu sản phẩm này thì ở em nha. Tiếp theo quý vị nha. Tiếp theo quý vị bà con các bác nha. Đấy, về hôm nay về một cái lô sản phẩm, một cái dòng máy cào râu, mà nói là cực kỳ là cao cấp và xịn sò. Và đặc biệt cái em này này, đấy, nó có cái phụ kiện theo kèm này. Đấy, tặng kèm theo đầu tỉa lông mùi này, cào mặt này, và ba cái bộ lưỡi nhá, ba cái bộ lưỡi gửi theo kèm luôn, cực kỳ là ngon nhá. Đấy, giá thì em đang sale trên kênh cực kỳ là sập sàng luôn, giá cực kỳ yêu thương nhá. Đấy, cái với sản phẩm cao cấp như này em đang thanh lý với giá chỉ có là 140.000 nhá, 140.000 cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình này. Đấy, hàng là bao chất lượng, bao xịn sò luôn, đẹp. Đấy, cực kỳ là ngon nhá. Đấy, quý anh chị em bà con của bạc mình có thể mua về sử dụng hay hoặc làm quà tặng gì đấy cũng cực kỳ cao cấp nha. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, với giá chỉ có là 140.000 thôi nha. Rồi, quý anh chị em bà con của bạc mình ai có nhu cầu quan tâm thì ở em nha. Rồi, tiếp tục cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình nha. Đấy, ngày hôm nay về thêm tiếp tục mấy cái lô sản phẩm nữa, hàng nói chung là bao la luôn. Đấy, cung cấp thừa thả cho các quý vị bà con của bác mình ai có nhu cầu sử dụng thì ở em này. Đấy, đầu tiên lên một thứ đồ chơi cho toàn thể quý vị mình nhá. Đây là cái màu móc khóa này, cực kỳ là hay luôn nhá. Đây là cái màu mình móc khóa mình treo. Đấy, móc khóa mình treo nhá, mình treo móc khóa cho em này, có cực kỳ là ngon, được đúc luôn nhá. Và đây nó được hai cái móc để móc ổ khóa, chìa khóa như này, cực kỳ là ok luôn. Và đặc biệt là khi mình ấy thì mình có thể đồ chơi này, nó là một món đồ chơi luôn nhá, nó vừa xoay luôn. Và đặc biệt đây là nó có mở bia này, cái này nó mở bia này, và đây có một cái dao nữa nhá, một cái dao nhỏ như này. Đấy, là cực kỳ là hay luôn nhá, một cái móc khóa cực kỳ là xịn sò. Đấy, hàng bao chất luôn nhá, bao đẹp luôn. Đấy, bằng được đúc nhá, cực kỳ là hay luôn. Đấy, một cái thứ đồ chơi cho toàn thể quý anh chị em bà con bạn mình này, với giá chỉ có 25.000 một cái nhá, 25.000 một cái thôi. Đấy, quá rẻ, quá yêu thương nhá, 25.000 một cái nhá, cực kỳ là ngon. Đấy, ok chưa, 3 cái, nếu như anh nào lấy 3 cái thì 70.000. Đấy, 3 cái là 70.000 đó quý vị nhá. Đấy, quý anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Rồi, tiếp tục quý vị ơi. Đấy, ngày hôm nay lại quay trở lại cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình này. Đấy, một cái dòng sản phẩm máy cầm tay xài pin nhá, máy cầm tay xài pin, cực kỳ là hay ho luôn. Đấy, với một cái dòng sản phẩm máy đánh trứng này, rồi đánh cà phê này, bằng pin nhá, cực kỳ là hay đấy nha. Nó xoay, nó đánh như này, và nó là được 3 cấp độ luôn, nó cấp độ 3 cấp độ nhá, muốn mạnh hơn là mạnh hơn này. Xài pin cực kỳ là hay nhá, và nó có dây sạc theo kèm luôn, và có tặng kèm hai cái đầu đánh như này, một cái đầu đánh tròn và một cái đầu đánh xoáy như này nhá, mình đánh trứng, đánh cà phê, cực kỳ là hay luôn. Đấy, với cái dòng sản phẩm này em đang thanh lý với giá có 95.000 nhá, 95.000 một sản phẩm như này. Đấy, quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì ở em nhá. Máy đánh trứng xài pin cực kỳ là ok. Rồi, đây về ngày hôm nay em có về một cái lô này, em về là cái dòng sản phẩm mà mấy ngày hôm nay là cháy hàng nhá, quý vị hỏi rất kỳ nhiều. Đây là cái đầu chuyển cơ lòng cho toàn thể quý vị nhá, và đặc biệt ngày hôm nay nó về nó có nâng cấp thêm là cái khuy này, cái khuy này là khuy
Đây, khuy khuy này là khuy để lắp lắp lưỡi nhá. Đây, khuy nhanh cho em này. Và nó nâng cấp, nó làm nhanh gọn hơn này, nó sàng xịn sò hơn nhá. Đấy, cực kỳ là ok này. Đấy, với một cái đầu chuyển cơ lòng để mình cưa các loại đường cong, đường thẳng, nói chung là cực kỳ ok nhá. Đây, và nó được tặng kèm theo là ba lưỡi, là gồm có hai lưỡi cắt cổ và một lưỡi cắt sắt nhá. Thì em vẫn để giá cũ cho toàn thể quý vị bà con cô bác mình với giá 110.000 nha. Đấy, quý anh chị em bà con cô bác mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay em mới về một cái lô sản phẩm, một cái dòng iPhone 15 cho toàn thể quý vị mình nhá. iPhone 15 đã ra đời này. Và đây, đây là cái dòng iPhone 15, đây là iPhone 15 đồng hồ nhá, đồng hồ báo thức. Đây là cái màu đồng hồ báo thức này, rồi đồng hồ điện tử treo tường để bàn nhá, cực kỳ là đẹp luôn. Quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, và nó đặc biệt là nó có thể điều chỉnh được này. Những cái nút trên này là mình có thể điều chỉnh nhá. Đây, những cái nút trên này là mình điều chỉnh cho em này nhá. Điều chỉnh đây là nhiệt độ luôn này. Đây là ngày này, nhiệt độ môi trường nhá. Và có chế độ báo thức luôn. Cái này đặc biệt nó có chế độ báo thức cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đây, mình bấm đây. Có này, ngày giờ đầy đủ hết. Đây là sáng tối này. Nó có đầy đủ hết quý vị nhá. Mình có thể về đây mình tự mày mò mình. Đấy, đây là cái chế độ này để đặt cái báo thức cho mình này nhá. Chế độ này mình đặt báo thức nhá, là cực kỳ là ok luôn. Thì cái dòng sản phẩm này em thanh lý với giá chỉ có là 100.000 một cái thôi nhá. 100.000 một cái. Cái mặt này là mặt có lớp bảo vệ này, mình về mình bóc nó ra nhá, là nó cực kỳ là ok. Còn cái xăng là mình bấm về để về chế độ như này. Nó cực kỳ là hay ho luôn quý vị nhá. Đấy, treo tường. Để nó đặc biệt là xài cái qua cái cổng USB này, như cổng sạc điện thoại của mình ấy, là dây như này. Đó. Hay chưa? Rồi, quý vị anh chị em bà con mà cần quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, tiếp theo cho toàn thể quý vị bà con các bạn mình nhá. Đấy, mới về thêm một cái mẫu sản phẩm là đấy là cái máy xay công nghiệp nhá. Đây là cái mẫu máy xay công nghiệp. Nó là từng có vô lâm này, điều chỉnh nhá, vô lâm điều chỉnh. Và đây là nút tắt mờ này, và đây là nút này là mình khởi động, mình nhấn thì mình nói chạy mà không nhấn thì thôi nhá. Nó cực kỳ là hay. Và cái mẫu sản phẩm này ngày hôm nay về thì có tặng kèm theo một cái cối nhỏ nữa nhá. Hay tặng kèm theo một cái cối nhỏ để mình xay trái cây này, xay thịt này, hoặc xay gì đó tùy mình nhá. Đấy, cái cối nhỏ cực kỳ là hay, là nó được càng kèm theo hai cối cho em nhá. Rồi, cực kỳ là ok con tê luôn. Đây, hàng là hàng Gravity nhá, hàng bao xịn sò luôn. Quý vị nhanh tay nhanh chân múc nhá, chỉ thanh lý chỉ có 600.000 thôi. Đấy, 600.000 một em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô kéo cắt ống nhá. Kéo cắt ống cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Và đây là hàng này là hàng tự động luôn, không phải hàng cơ nhá. Hàng tự động không phải hàng cơ nhá quý vị nhá. Đây, đây là sản phẩm cực kỳ là ngon luôn. Đấy, hàng bao chất lượng, bao xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình sử dụng này. Đấy, mở ra là nó bỗng ra vào thôi nhá. Và mình tự động thôi. Đấy. Đấy, ok nhá. Đấy, mình bỗng phạt là nó ra thôi. Ok, cực kỳ là ngon nhá. Với cái dòng sản phẩm này thì chỉ có giá này cực kỳ là nhẹ nhàng nhá, tình cảm 85.000 thôi, chắc là CRV siêu bén nhá. Rồi, tiếp theo đấy là cái sản phẩm này thì đang để giá là 85.000 một cái này. Còn cái búa này là búa cờ mì nhá, búa đóng đinh cờ mì này có giá chỉ có 60.000 nhá, 60.000 cho em này. Ok nhá. Đây, nhỏ nhắn xinh xắn nhá, càng dài nhá, 60.000 cho em. Đấy, anh nào có nhu cầu móc được cái gì thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay có về một cái lô sản phẩm tông đơ cắt tóc cho quý vị nhá. Đấy, tông đơ cắt tóc Kenmei này, hiệu Kenmei. Đấy, cái hiệu này thì một cái hiệu tông đơ cực kỳ là ngon này, thương hiệu nhá. Rồi, và ngày hôm nay thì cái lô này về thì em thanh lý giá siêu rẻ cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình luôn nhá. Đấy, một cái dòng tông đơ này, đây là cái này thì nó là một chức năng thôi nhá, một chức năng, và nó là điều chỉnh ở đây này. Mình điều chỉnh cái độ dày của nó nhá, độ mình cắt này 0,8 gem này, rồi 1.4 này, rồi 2.0 này, là mình điều chỉnh ở đây nhá. Tùy thuộc vào mình nhá, và có tăng kèm theo một cái cừ theo kèm thôi. Và cái có sạc nhá, pin trong luôn, sạc có dây sạc theo kèm. Thì ngày hôm nay cái lô này về giá số lượng cực là nhiều. Thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình ấy, với giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, thanh lý chỉ có 100.000 thôi nhá quý vị nhá. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình
mua về cắt tóc này, rồi nói chung là cạo râu cũng ok luôn. Đấy, em cạo râu, nhưng cạo râu thường thường em hay cạo râu cái này lắm. Cái lúc thật kỳ tiền nha. Đấy, giá 100.000 thôi anh nha. Đấy, giá 100.000 thôi. Đấy, quý anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu ở em nha. Rồi, khóa đi ở xe máy đây, khóa đi ở xe máy cho quý vị ơi. Đây là mô tô lốc nha. Lốc khóa ở đĩa xe máy cho em này. Đấy. Một cái sản phẩm này khóa đĩa xe máy cực kỳ là ngon nha. Đấy, để cho nó an toàn về cái dòng máy xe máy của mình nha. Thì cái màu này thì nó chống trộm, chống cắt luôn. Đấy, cực kỳ là ok, mình khóa vào cái đĩa ấy. Đây, mình sâu vào cái đĩa xe máy của mình nha. Mình khóa lại là nó cực kỳ an toàn cho em này. Đấy, thì em thanh lý với giá chỉ có là 40.000 thôi nha. À nhầm nha, cái này là 50.000 nha, 50.000. 50.000 một cái cho em này. Quý vị bà con của bác mình ai quan tâm đến thì ở em này. Rồi, lau trần nhà đã về quý vị ơi. Đấy, một cái dòng sản phẩm này là bác ngạc mình mừng luôn về số lượng thoải mái cho quý vị mình xài nha. Đấy, đây là một cái cây chổi lau trần nhà thì nó có hai cái chế độ này. Đây là cái lông để mình quẹt ở trên cao nha. Mình quẹt ở trên cao, và đây là cái này là cái cần. Cái cần này nó bằng inox quý vị nhá, và nó có thể tăng giảm. Đấy. Đây, nó như một cái cần anten ấy, có thể tăng giảm cho em này. Nó có thể tăng giảm cho em nhé. Và tăng lên thì còn thêm người mình nữa, 4 khớp như này. Thì với là cái trần mà 3m3 thì thoải mái luôn, lau thoải mái cho em nhé. Thì một cái dòng sản phẩm này, cái này bán nhiêu đây? 70. À, cái một cái lau trần nhà này em đang bán giá chỉ có 70 thôi. Đấy, sắt inox dài dằng luôn quý vị nhá. Cần ngon lành cành đào luôn. Đấy, cực kỳ ok luôn nhá. Giá cực kỳ rẻ luôn, 70.000. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu thì nhấc máy alo gọi số hotline của em nhá. Rồi, chào mừng toàn thể anh em nhá. Đấy, ngày này hôm nay là về lại một cái dòng sản phẩm này. Đấy, mấy ngày hôm nay mấy bữa cả tháng nay chạy hàng này. Giờ về lại một cái đồi kích 4 tấn nhá. Đồi kích 4 tấn cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Đấy, trọng lượng tối đa kích của nó là 4 tấn cho em này. Và hôm nay em cũng sale với giá cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, quý chị anh chị em bà con và cần ai có nhu cầu quan tâm đến cái dòng sản phẩm này thì ở em nhá. Rồi, thì mình muốn kích thì mình phải khóa cái nút này lại nhá, và khi mình mở ra này, mình mở thì mình đây, em hướng dẫn luôn nhá. Đây là có cái cần theo kèm này, có cái cần theo kèm cho quý vị nhá. Đấy, một cái cần này theo kèm cho này. Này. Và cái này là mình để mình khóa mình mở này nhá. Mình giơ vào đây. Nó như này. Đấy, lúc nào mình hạ xuống thì mình nâng lên thì mình khóa nó lại nhá. Vàng theo chiều kim đồng hồ này. Và mình nối hai cái này lại này nhá. Nối hai cái này lại đây, có đầy đủ luôn. Dụng cụ đồ nghề đầy đủ. À đây, nó như này. Đấy, như này là cần đồng bảy nhá, cần đồng bảy mình kích này. Đấy, mình kích nó lên nhá. Đấy, đổi nó lên. Ok chưa? Cái dòng này là dạng bơm dầu thủy lực quý vị nhá. Bơm dầu thủy lực nhá. Đấy, nó lên này. Nó lên để xem nó lên tối đa của nó là. Đây, nó là hết rồi nhá. Tối đa của nó là rơi vào tầm cái này là 15 phân nhá. Lên là 15 phân cho em này. Nha, còn cái lúc nào mình muốn hạ xuống thì mình đây, mình cho vào nha, mình xả ra nha, xả dầu ra nha. À, xong mình ép xuống này. Đấy. Ép xuống quý vị nha, là nó sẽ xuống cho em này. Và cái này nó mình có thể tăng thêm được chút xíu này. Đấy, đây là con ốc này mình tăng giảm nha. Nhiều lúc nó một phân nữa mà mình không thể chơi được, nhưng mà cái này nó tận dụng được 2 phân nha. Đấy, tận dụng thêm được 2 phân này. Không biết bao nhiêu phân này thì mở ra. Đấy. Nó đồng khá dài quý vị nhé. Nó đồng khá dài này. Đấy, ok chưa? Rồi, mình nâng nó lên. Rồi, còn nó nâng hạ nó lên kích thêm nhá. Rất chi là ok. Rồi, quý vị anh chị em bà con của bạc mình chuyên sửa chữa hay là gì đấy thì cứ ơi em nhá. Đấy, nó lên này. Kích lên nó được vài phân nữa, thoải mái nhá. Nâng lên này. Nó nâng lên nó cũng 7-8 phân, 9-10 phân luôn nhé. Không phải ít đâu. Đấy. Còn nữa nhá, đây là em chiếc tay thôi. Đấy, còn nó lên được tầm 10 phân nữa quý vị nhá. Đấy, rất là ok nhá. Rồi ai quan tâm thì alo. 280.000 nhá, 280.000 là giá chưa bao ship đâu anh em nhá.
Đấy, anh em nào quan tâm thì ở em này. Tiếp theo này có về cái lô sản phẩm máy khò nhiệt đất mắt cực kỳ xịn sò nhé. Đây là cái mẫu của hàng Thái Lan, hay xài điện 220 cho em nhé, với công suất cực kỳ lớn luôn, 2000W cho em, và nhiệt độ của nó là từ 60 cho đến 6000W này. Ngấp độ 1 là 250W thì nó là 60 độ C, 1000W là 350 độ C nhá, và 2000W là 6000 độ C này, cực kỳ là xịn sò luôn, 600 độ C quý vị nhá, nhầm 600 độ C cho em này. Đấy, cực kỳ là ngon luôn, và tặng kèm hai cái đầu này. Đấy, muốn gom nhỏ này và xòe lớn này. Đấy, hàng motor cực kỳ lớn luôn, hàng bao xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Với giá chỉ có là 330.000 thôi. Đấy, thanh lý với giá 330.000 nhá. Quý vị bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em này. Và đây là cái màu ấm siêu tốc hàng Cucu, hàng cực kỳ là xịn sò và cao cấp quý vị nhá. Hàng bao chất lượng, bao đẹp cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình này. Với cái dung tích của nó là 2,5 lít quý vị nhá. Cái dung tích của nó là 2 lít này. Đấy, hàng Cucu này, hai lớp nhá. Máy trong thủy ở trong này inox nhá, trong inox và ngoài này có bọc nhựa, hàng bao đẹp luôn, bao xịn sò, bao xài cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình. Đấy. Ngày hôm nay em thanh lý với giá sập nguồn luôn. Với giá chỉ có là 120.000 thôi. 120.000 một sản phẩm. Đấy, quý bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Đấy, số lượng về hàng quá nhiều cho nên thanh lý giá quá sập nguồn luôn. Đấy, nhanh tay nhanh chân lên để có những sản phẩm hay, tốt, đẹp để về sử dụng quý vị nhé. Tiếp theo là cái mẫu sản phẩm ấm siêu túc Cucu 2 chế độ cho toàn thể bà con của bạc mình nhé. Cái mẫu này thì nó vừa nấu này, nó vừa nấu nhé, vừa giữ nhiệt được cho mình luôn. Nói chung dung tích của nó là 2,5 lít quý vị nhé, 2 lít ấy. Trong là inox 304 cho mình này. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn. Mình nấu là nó chế độ nhé, mình nấu sôi rồi nó chế độ từ giữ nhiệt tự động cho mình nhé. Đấy, hàng này là hàng bao xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình dùng này, uống nước chè này, hay trà ấm này, cực kỳ là ngon nhá. Rồi, ngày hôm nay em thanh lý cái màu sản phẩm này với giá là 170.000 nhá, 170.000. Đấy, giá siêu hot, siêu rẻ luôn. Quý anh chị em bà con của bạn mình có nhu cầu thì alo cho em nhé. Rồi. Tiếp theo là cái màu sản phẩm cái bột nhé. Đây là cái hộp bột để mình thông cống bồn cầu này. Mình bị tắc nghẽn ấy, lavabo này, ống cống này thì nó bị tắc nghẽn ấy, nhà vệ sinh này thì mình đổ vào nhé. Nó từ làm phân hủy cái vật liệu cứng, xong nó sủi bọt lên là nó mà sẽ thông cống cho mình nhé. Cực kỳ là ok và hiệu nghiệm luôn nha. Rồi, thanh lý cho toàn thể quý vị mình này, một lò là 25.000. Mà bác nào mà mua 5 lò ấy thì em sẽ tính giá 100.000 thôi nha. 5 lò là 100.000, còn một lò là 25.000. Đấy, anh em bà con của bác mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Tiếp theo có về thêm cái mẫu khay đựng thức ăn quý vị nhé. Đây là cái mẫu khay đựng thức ăn để tủ lạnh. Nó có gồm có 5 cái nhé, gồm có 5 cái cho em. Cái lớn nhất thì đường kính nó là 18cm này, và nó nhỏ dần nhá. Đấy, và có nắp đầy đủ như này. Rồi, một combo như vậy là 5 cái inox mỏng để mình để thức ăn vào tủ lạnh cho nó khỏi bị hư hỏng ấy, và nó hấp thu nhiệt nhanh. Thì cái mẫu này ấy, em về một số lượng cực kỳ là lớn luôn, nên thanh lý cho toàn thể quý bà con của bạc mình ấy, với giá chỉ có là 38.000 nhá. 38.000 một sản phẩm thôi. Đấy, quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nha. Rồi, tiếp theo là em lên cái mẫu sản phẩm là một cái mẫu đế nhá. Đây là cái mẫu đế để mình khoang bàn. Đấy, từ cái khoang này là khoang cầm tay nhá, mình lắp vào. Đấy, khoang đầu 10 ly, 13 ly gì cũng được hết nhá, lắp vào đây. Đấy. Cực kỳ là hay nhá. Rồi, thế sau đó là mình có thể khoang này. Đấy, mình khoang thành một cái đế khoang bàn nhá. Cực kỳ là đẹp và xịn sò như này. Nó cực kỳ chính xác nhá. Bác nào mà hay làm công việc gia đình nhỏ nhỏ ấy, thì làm những cái này cực kỳ là hay. Rồi, thanh lý với giá chỉ có 280.000 nhá. Giá chỉ có 280.000 thôi. Đấy, quý anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp theo là em lên cái mẫu sản phẩm nhá. Một cái đế cắt này, đế cắt của máy lắp máy mài mini nhá. Mình cắt bàn thành một cái máy cắt bàn này, cực kỳ là ok luôn này. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Mình lắp vào nhé, thành một con máy cắt sắt bằng từ con máy mài như này. Thì mình lắp máy mài này tầm một tấc hai đầu lại nhé, là xài được cái mặt bằng này cho em này. Thì hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 280.000 nhé. Giá bán là 280.000 thôi, giá siêu rẻ rồi. Vì anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhé.
Tiếp theo em giới thiệu cho toàn thể quý bà con bác mình một cái mẫu nhé. Đây là mẫu máy ép chậm, người ta gọi là máy ép nước hoa cỏ ấy. Đấy, cái dòng màu này thì nó cực kỳ là cao cấp rồi nhá. Đây, nhìn đó là độ xịn sò nữa nhá, hàng bao chất lượng, bao xịn sò, và nó có hai mức độ này, hai mức độ mình bật nhá. Đấy, mình bật chạy liên tục và chạy thử cho mình. Hoa quả thì cho vào đây nhá. Đấy, và cho đưa cái này ép xuống nhá. Rồi, khay đựng hoa quả và nó ép ra bên nước nhá. Bên này ra nước này và bên này ra bạ cho em. Hàng này thì em bao chất lượng xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của mình này. Ép hoa quả nhá, táo này, nho này, ổi này, các kiểu này nhá. Cực kỳ là ngon luôn. Với giá chỉ có là 850.000 nhá, 850.000 một cái này. Nay em về lại cái mẫu sản phẩm mà đèn đổi đầu một bóng cho quý vị nhá. Đấy, với nhu cầu sử dụng cho quý vị về cái mẫu sản phẩm này, hàng cực kỳ là xịn sò cho nên khách đặt quá trời luôn. Đấy, về lại tiếp tục để phục vụ cho quý vị bà con của bác mình nhá. Rồi, cái mẫu này thì đèn đổi đầu một bóng này, nó gọi là siêu xa luôn nhá. Đấy, đèn đổi đầu ánh sáng trắng này, cực kỳ là đã luôn. Đấy, bóng đèn siêu sáng này. Và đặc biệt cái mẫu này nó là xài pin 18650. Pin gồm những cái quả máy khoang pin ấy. Đấy, là về xài, lắp vào xài, pin tái sử dụng nhá, pin sạc cực kỳ là ngon luôn. Pin này dung lượng của nó là mình xài 6-7 tiếng thoải mái cho em nhé, 6-7 tiếng thoải mái cho một cái đèn như này. Rồi, có dây sạc theo kèm này. Đấy, có dây sạc theo kèm, có hộp này và dây đổi đầu nhá. Đấy, hàng bao chất lượng cho quý vị mình xài. Rồi, thì hôm nay em về em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bác mình ấy, với một cái giá chỉ có là 45.000 một cái nhá. 45.000 một cái, đầy đủ phụ kiện như này. Đây, về chỉ có việc xài thôi. Đấy, hàng bao chất lượng nhá. Này quý anh chị em bà con của bác mình, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Nên em có một cái lô khóa quý vị nhá. Đây, khóa này là khóa chống cắt. Khóa chống cắt cho quý vị này. Đấy, với là một cái đường kính của nó bề ngang là 5 cm nhá. Đấy, đường kính 50 mm này. Nó có 3 chìa khóa theo kèm, khóa chống cắt, cái chống rỉ cực kỳ là ngon nhá. Rồi, thanh lý cho toàn thể quý bà con của bác mình với giá chỉ có là 35.000 thôi. Giá 35.000 một cái nhá. Đấy, quý vị bà con của bác mình, anh chị em mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, nay em giới thiệu cho toàn thể quý bà con của bác, anh chị em trên mọi miền Tổ quốc là một cái mẫu dao chặt nhá. Đây là một cái mẫu dao chặt hàng Nhật cho em này. Đấy, được in luôn nhá. Đấy, được đánh chữ sâu luôn này. Đấy, không cực kỳ là xịn sò, hàng Nhật cao cấp nhá. Một con dao chặt với là nặng 8 lạng nhé. Con này thì nặng 8 lạng cho em. Hàng này thì em nói về nó thật với quý vị, chặt xương bò, xương voi cũng được luôn á. Đấy, chặt xương voi cũng được nhá, đừng nói chặt xương bò, quá bình thường rồi. Đấy, một con dao nó gắn liền nhá, một cái cán nó gắn liền này. Thép này dày 3 ly nhá, thép dày 3 ly, nặng 8 lạng cho em. Đấy, có bọc gỗ như này, cực kỳ là xịn sò. Đấy, mua về chặt cho đã cuộc đời quý vị nhá. Với giá chỉ có 200.000 thôi. 200.000 một em thôi. Đấy, quý bà con của bác anh chị em mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Rồi, em nay em về có một cái mẫu sản phẩm là một cái mẫu dao quý vị nhá. Cái mẫu dao này thì em nói thật với quý vị là cực kỳ là xịn sò luôn, bao chất lượng nhá. Bao mình sắc thịt, sắc thịt luộc này, chặt những cái con gà nó vừa vừa là ok luôn. Cực kỳ là ngon nhá. Hàng này thì nói thật với anh em rằng chất lượng thép là siêu xịn sò rồi, độ bén cực kỳ cao nhé. Hàng một cái mẫu sản phẩm nói chung là đạt chất lượng tiêu chuẩn cao. Đấy. Đấy, có bọc quy rộng cực kỳ là xịn sò như này. Thì ngày hôm nay trên kênh của em ấy sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà mình, con của bác mình ấy, với một cái giá chỉ có là 160.000 thôi. Đấy, 160.000 một con dao này thì về xài là nhức cái nách luôn quý vị nhé. Đấy, bao chất lượng luôn, chỉ cần mà ấy thì mình liếc sơ một phát là ok rồi, vì chất lượng thép này là chất lượng thép cao cấp nhá. Đấy, siêu cứng, xịn sò. Đấy, quý anh chị em bà con bác mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Tiếp theo này có một cái màu sản phẩm nhá. Hay màu dao, hay dao cực kỳ là đẹp luôn quý vị ơi. Hay nhìn thấy là nhìn nó là xịn sò rồi. Cái màu dao này thì mình để thái rau này hoặc là cắt hoa quả thì phải nói là siêu xịn sò luôn. Đây là màu dao của Nhật nhá. Đấy, hàng trong hộp luôn, cực kỳ là xịn sò. Cán bọc nha, có nút này, chống trượt này. Đấy, cực kỳ là vip luôn nhá. Đó, nằm trong hộp như này. Đây thì có hai màu, em có một cái màu dao này bằng này, em màu bằng và màu nhòn nhá. Thì thanh lý cho quý vị bà con bạc mình về xài này, trong những lúc có tiệc tùng này nhá. Đây, với giá chỉ có là 140.000 một cây nhá.
140.000 một em. Đấy, quý anh chị em bà con gặp anh ai có nhu cầu thì alo cho em nhá. Rồi nay các vị lên một cái mẫu sản phẩm này quý vị nhá. À, đây là một cái màu giấy khăn ướt này để mình lau khi ăn tiệc này, làm vệ sinh này, cực kỳ là hay nhá. À, trẻ nhỏ người lớn gì cũng dùng ok hết. Rồi và đặc biệt đó nằm được trong một cái thùng như này. Một thùng như này là 8 hộp nhá. Một thùng như này là 8 bịch. 8 bịch như này cho em này. Rồi và em sẽ thanh lý với giá chỉ có là 80.000. Đấy, được nằm trong một cái thùng đẹp như này đó, có nắp đầy đủ nhá, rất kỳ là xịn sò luôn. Đấy, nó như này mình có thể cầm lên đó, sạch đi chỉ làm vệ sinh rất là đẹp nhá. Một cái thùng đấy gồm có 8 bịch nhá, 8 bịch giấy ướt cho em này, 8 bịch giấy ướt như này nằm trong một cái thùng này với giá chỉ có 80.000 thôi. Giá chỉ có giá sập sàn rồi quý vị ơi, thanh lý giá sập sàn rồi. Đấy, có nhu cầu thì alo cho em liền nhá. Rồi nay em có về một cái lô sản phẩm bơm 3T quý vị nhá. Đây là một cái mẫu bơm cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, bao cho tất cả các anh em mình là bơm như là xe 16 chỗ này. Đấy, xe ba gác này, nói chung là cực kỳ là đã luôn. Với cái mẫu bơm này ấy, thì quý vị nhìn thấy nhá, đồng hồ các cái xịn sò này. Ba ống 3T nhá, bàn đạp lớn này. Đấy, hàng nó nói chung là ba vip bì ba các kiểu là xịn sò luôn nhá. Từ bên trong 3T này thì mình đâm bơm đạp chân nhá, đạp chân 3T. Thoải mái, hàng Nhật nhá, hàng Nhật cực kỳ là xịn sò luôn. Em bao cho tất cả các quý vị bà con bạc mình sử dụng bơm xe 16 chỗ này nhá. 16 chỗ với là xe 7 chỗ bao luôn, nấc tất nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có là 250.000 giá kịch sàn nhá. À, 250.000 giá này là bao chưa bao ship quý vị nhá. Rồi, quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Một cái mẫu bơm về số lượng không được bao nhiêu đâu, em nói thật là như vậy. Nói chung vì hàng này cũng là khá xịn sò nên cũng tranh giành nhau lắm. Đấy, cho nên nhanh tay nhanh chân để chốt có hàng quý vị nhá. Tiếp theo về cái mẫu sản phẩm Zippo quý vị nhá. Hay một cái mẫu Zippo. Hay hàng bao đẹp luôn, hay bao nó như bao xanh điều nhá. Dành cho những anh hay hút thuốc này, hay hoặc là chơi hộp quẹt này nhá. Hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, mua về là mình chỉ có đổ xăng vào, mua xăng đổ vào là xài thôi nhá. Có đầy đủ như này, đó, mua về chỉ có việc xài thôi. Và thanh lý này, về một cái lô này nói chung là cũng khá cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, về nhiều quý vị ơi. Đấy, thanh lý với giá chỉ có 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái thôi. Anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Em mua để ở nhà một cái này, đấy, cực kỳ hay nhá. Hàng này là hàng nói chung là chỉ có xịn sò và chất lượng, bao đẹp, bao bền và bao rẻ nhá. 30.000 một cái cho em. Nên em về thêm cái màu sản phẩm đèn led phá hoa quý vị nhé. Đây, cái màu đèn led phá hoa cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, em phải làm cho nó sinh động như này cho quý vị cùng xem luôn nhé. Nó là gồm có 11 cánh quý vị nhé, 11 cánh quý vị này nhá. Và cánh dài nhất của nó là 1 mét và cánh các cánh còn lại, một cánh là 50 cm nhá, mỗi cánh là 50 cm cho em này. Và mình về mình dán vào tường, có thể là hàng một cái cây nó theo cánh như này, mình có thể lắp vào trước nhà ở đâu cũng được, nó rất chỉ là đẹp luôn nhá. Và đặc biệt là nó có remote điều chỉnh nhá, và xài điện cổng USB. Đấy, nó mình điều chỉnh như này. Đấy, điều chỉnh thấy chưa, màu này có thể này chạy bắn pháo hoa trong ngoài này, cực kỳ là đẹp như này quý vị nhá. Đây, quý vị nhìn thấy chưa, đấy, siêu đẹp luôn. Đấy, một cái màu led pháo hoa bao đẹp, bao xịn sò cho quý vị mình chơi tết như này nhá. Đó, bao chất lượng như này, quý vị nhìn thấy chưa, rất chỉ là đẹp luôn nhá. Rồi, anh em nào có nhu cầu quan tâm đến cái mẫu sản phẩm này ấy, thì em đang thanh lý với giá 190.000 nhá. 190.000 là một bộ gồm có rơ móc và 11 dây cảnh như này. Đấy, anh em bà con bạc mình có nhu cầu chơi thì alo cho em nhá. Nên em có về thêm một cái lô sản phẩm máy xay khô quý vị nhá. Đây, một cái máy xay khô này, xay tiêu này, xay gạo này, xay làm ngũ cốc này, xay ớt, xay nói chung là xay khô nhá, xay những thiết bị khô. Đây, gồm có 4 lưỡi con như này, có máy lưỡi con này nhá. Đấy, cối bằng cối inox, hàng cực kỳ xịn sò luôn quý vị ơi. Đấy, inox liền, đúc liền nhá. Đấy, tay cầm ngon. Rồi, mình chỉ cần cho vào và đậy nắp vào nhá. Đậy nắp vào là nhấn ở đây này, nhấn đây là công tắc nhá, là nó sẽ hoạt động cho mình, nó xay. Đấy, cực kỳ là xịn sò như này. Thì hôm nay em sẽ thanh lý cái mẫu này cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình về dùng nhá. Rồi, một cái cối inox liền như này với giá chỉ có là 130.000 thôi. Đấy, 130.000 một cái thôi. Đấy, quá rẻ,
quá chất lượng như này. Đấy, bà con của bác mình mua về xài cho nó sướng nha. Rồi, anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu thì alo cho em này. Rồi, nay em tiếp tục thanh lý một cái món hàng này cực kỳ hay cho quý vị bà con của bác mình này. Nha, đây là một cái mẫu cà lê đa năng. Đây, nó theo kèm gồm có hai cây nhá. Cây lớn nhất là tối đa là 32, nhỏ nhất là 28 nhé. Từ 28 đến 32 thì mình có thể sử dụng thoải mái. Từ ống tiếp này, nói chung là vật liệu tròn, những con ốc trầy này mình có thể mắc vào để mở thoải mái cho em nha. Đây, nó như hình đấy, em mắc vào những con ốc nó bị trầy trùa như này nhá. Rồi, hàng cực kỳ là ngon rồi cho mình đó nhá. Đây, thanh lý cho với giá chỉ có 70.000 một bộ thôi, 70.000 hai cây nhá. Vì đây là cái sản phẩm này nó nằm dưới kho, nó có những cái còn mới này, mới can sơ ben luôn, và có những cái thì mối mọt nó có vào, những con mọt mối mọt nó vào ấy, nhưng mà nó chỉ bám bên ngoài hay không bị ảnh hưởng gì hết. Đây là vật liệu bằng sắt cho nên nó cũng được đẹp, cho nên em thanh lý cho mình về xài nhá, với giá chỉ có 70.000. ai có nhu cầu thì alo cho em nhá. Tiếp theo nay về thêm cái màu hút xăng hút dầu cho toàn thể quý bà con của bác mình, anh chị em mình này, hay đặc biệt những các anh nhá, hay thường xuyên chơi rìu này hoặc đi xa hay chuyển đổi xăng dầu thì mình nên mua một cái này về này, để trong nhà cực kỳ hay luôn nhá. Rồi, một cái này thì nó chỉ cần lắp hai cái dây hai đầu mình bóp là nó sẽ tự hút cho mình nhá. Hút xăng, hút dầu, chuyển rìu từ bình này sang bình khác không bị đổ vỡ gì hết, cực kỳ là ngon nhá. Đấy, thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi. Đấy, 35.000 một cái nhá. Đấy, quý anh chị em bà con bạc mình là ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp theo em sẽ lên cái màu massage chân cho toàn thể quý vị bà con bạn nhá. Đây, dành cho những bác nào hay tê bì chân tay này, nhức mỏi này thì mình sử dụng cái massage chân này nhá. Đây là một massage chân cực kỳ là xịn sò luôn ấy. Cái bây giờ nó về là hai miếng nhựa nhá, mình có thể gấp gọn lại như này, cực kỳ là hay luôn nhá. Rồi, và khi mình sử dụng ấy thì đây chế độ của nó, lúc mà mình mở nhá thì đây mình bật lên nhá, và nó có nhiều chế độ, hay nhiều chế độ như này, mình chọn chế độ nào thì mình dùng chế độ đó nhá. Đấy, nó có nhiều chế độ rung ít, rung nhiều, giật ít, giật nhiều, tùy theo mình nhá. Đó là như vậy. Còn mình muốn tăng lên thì mình cứ bấm dấu cộng nhá, mình tăng cái độ rung của nó lên này nhá, là như vậy. Còn khi nào mình không sử dụng nữa thì mình chuyển qua chế độ trừ, mình trừ cho nó hết là nó sẽ tắt nhá. Đấy, mình trừ hết thì nó sẽ tắt cho mình. Đấy, là như vậy. Khi mình không sử dụng nữa, đấy, cái này mình để hai cái lòng bàn chân lên đây là nó sẽ từ kích, giống như mình đi châm cứu ấy, hay nó kích thích cả cái dây thần kinh dưới lòng bàn chân của mình, nó bao la cái dây thần kinh của mình nằm dưới này nhá. Ô, rất chi là xịn sò luôn. Rồi, và đây là cái, nó nằm trong cái hộp như này, nó có đầy đủ nhá, một hộp gấp gọn nha, xịn sò nha, một cái dây massage, một dây sạc theo kèm đầy đủ, và một dây hướng nhờ, một cái dây hướng dẫn nhá, một dây hướng dẫn nữa, cực kỳ là ok rồi. Và ngày hôm nay bên em sẽ thanh lý với giá chỉ có là 100.000 quý vị nhá, và tặng kèm cho quý vị mình này một cái massage nữa. Đấy, cơ bản là cái này, nhưng mà tặng kèm cho quý mình một cái máy này nữa thì quá ngon rồi, tặng kèm một cái massage cánh bướm nhá, massage cánh bướm như này. Rồi, 100.000 tặng kèm một massage cánh bướm nhá, quý vị anh chị em bà con của bác mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, nay em có về thêm một cái mẫu sản phẩm, đấy là cái mẫu máy phun sơn điện nhá, hàng đất mắc, hàng Thái Lan, cực kỳ là xịn sò và tiền lời luôn quý vị nhá. Đấy, cái vòng tua lên đến 4.000 vòng trên một cục luôn này, bao phun sơn cho mình này, sơn dầu, sơn điện, sơn PU này đều được nhá. Rồi, đặc biệt là mẫu này nó xài điện 220, mình cầm điện 220 nhá. Đấy, em cầm điện 220 này. Đấy, bóp cò là nó sẽ chạy nhá. Và cái cách lắp ráp của mình thì đây là cái bình trước của nó, là cái bộ nén của nó nhá, và đây là vòi phun này. Mình điều chỉnh tia lớn bé, có nút điều chỉnh ở đây này. Bình chứa của nó là 0,8 lít nhá. Rồi, bây giờ em sẽ lắp ráp cho quý vị cùng xem luôn. Ngay mình cực kỳ là dễ nhá. Và lắp theo chiều kim đồng hồ quý vị ở đây như này, là đó, mình xoay vào nhá, cực kỳ là ok rồi. Là như vậy là bóp cò là chạy nhá. Khi không bóp cò là nó sẽ dừng lại cho mình, cực kỳ là tiện lợi này. Và cái màu này em thanh lý với cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình ấy, về xài với giá chỉ có 460.000 nhá. 460.000, hàng cực kỳ là xịn sò luôn, bao chất lượng cho toàn thể quý vị bà con mình phun sơn các loại nhá. Rồi, ok, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp theo giới thiệu cho quý bà con của bác anh chị em mình ấy là một cái mẫu sản phẩm nhé, là một cái mẫu thước kẹp cơ này, hàng cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Hai hàng này là nó cái được kích thước của nó là 150 mm nhá. Rồi, này, hàng này là bao chuẩn, bao chỉnh luôn, thước kẹp cơ. Hai hàng điện tử thì mình xài có thể nó bị sai số, nhưng cái này không bao giờ bị sai số nhá quý vị nhá.
thế đó ngức khẳng trên này rồi, và nó được cất âm nhá, đấy, được cất âm nhá, không phải sơn đâu, này cất âm trong này. Mình mua một cái thước như này mình có thể xài cả đời quý vị nhá. Một cái mẫu cây thước kẹp cơ này, hàng bao chất lượng, bao xịn sò như này, em thanh lý với giá chỉ có là 120.000 thôi. 120.000 quý vị nhá. Anh chị em bà con của mình đấy có nhu cầu thì alo cho em nhá. Nay có về thêm cái lô sản phẩm kìm điện quý vị nhé. Đây là mẫu kìm điện đa năng, mình có thể cắt này, có thể cắt nhé, có thể cắt này, cực một cái kìm cực kỳ đa năng luôn, kẹp này, và nói chung là đủ. Đấy, một cái kìm 8 inch quý vị nhé, hàng này là hàng bại Nhật luôn, hàng bại cực kỳ ngon quý vị nhé. Đấy, có bọc này, chống trầy, chống trượt này, chống trơn nhé, cao su, làm điện cực kỳ là ngon nhé. Rồi, hôm nay thanh lý với giá chỉ có là lộ vốn luôn cho quý vị này. Đấy, thanh lý giá lộ vốn cho quý vị nhé, 35.000 một cái thôi. Đấy, giá chỉ có siêu rẻ và rẻ trên rẻ luôn. Đấy, quý anh chị em mà xem được cái kênh này mà không mua thì cực kỳ đáng tiếc nhá. Rồi, anh chị em bà con của bác mình ấy có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em sẽ lên cho toàn thể quý vị bà con của bác mình một cái mẫu sản phẩm, là cái mẫu đèn đồi đầu hàng Japan nhé, hàng bao chất lượng, bao xịn sò, hàng đẳng cấp quý vị ơi nhá. Đây, một cái mẫu đèn đồi đầu ba bóng nhá, hàng siêu xịn luôn, siêu xịn nhá. Đấy, bóng led ba bóng này, hay cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đấy, siêu sáng luôn, quý vị nhìn thấy chưa, như này thì bao sáng chất lượng cho quý vị mình nhá. Rồi, với là hai cái quả pin này, hai quả pin nhá, đây là hai quả pin, pin tái sử dụng quý vị nhá, pin 18650 này, có sạc theo kèm luôn. Đấy, là nó là rời như này đây, mình có thể lắp nhá. Đấy, mình có thể đưa ra ngoài sạc cực kỳ là hay nhá, rất chi là dễ thay thế luôn. Với một cái mẫu sản phẩm hàng cao cấp như này đó, dây đeo đổi đầu hàng xịn sò như này nhá. Rồi, thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình ấy, với giá chỉ có 130.000, 130.000 nhé, hàng Nhật Japan nhé, public cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, quý vị bà con của bác mình ấy có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Cái màu này thì một mình đi cào mù hay đi làm gì đấy á, nói chung là 4-5 tiếng thoải mái cho em nhá. Đấy, 4-5 tiếng thoải mái cho em này. Rồi, tiếp theo quý vị nhá. Hay chiều mình là nhớ chiều này, hay cả nhà cùng nhau ăn đồ nướng này, cực kỳ một cái em về cái mẫu sản phẩm bếp nướng điện quý vị nhá, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ hay nhá. Rồi, có điều chỉnh nhiệt độ nhá, điều chỉnh nhiệt độ cho mình luôn, có đèn báo này, có đèn nhá, kim điện 220 quý vị nhá, kim điện 220. Đấy, và cái đây là cái vỉ nướng, còn quý vị nào mà muốn ấy hơn thì mua cái vỉ dài dằn hơn. Đấy, bằng còn đây là cái lò xo để nướng nhá, hai bên cực kỳ, cái đây là các chân đầy đủ như này, có khăn, có cái khay đựng dầu đựng mỡ dưới này này nhá, cực kỳ là ok luôn. Rồi, em thanh lý với giá chỉ có 200.000 thôi. Đấy, cái màu này em thanh lý giá 200.000 nhá. Rồi, mình có nhu cầu thì alo cho em này. Đấy, mốc nhanh này về ăn đồ nướng quý vị nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay có tròn kho này thanh lý một cái mẫu sản phẩm cho tất cả bà con của bác mình nhá. Đây là cái bàn là hơi nước mini nhá, bàn là hơi nước mini. Hãy cho nước vào trên này quý vị nhá, và khi mình là thì mình những lúc này thì nó sẽ phun tia ra. Đấy, mình có thể áo quần mình lúc nào mình mặc vào con người rồi mình có thể là được thoải mái nhá. Cực kỳ là hay đâu, nhỏ gọn nhá. Các em học sinh này, là người đi làm công sở này đều xài được ok này, hoặc đi ăn tiệc ăn cưới thì cực kỳ hay ho luôn nhá. Thanh lý với giá chỉ có 70.000 một cái nhá, 70.000 một cái cho em này. Đấy, bằng là hơi nước cực kỳ là nhỏ nhắn xinh xắn nhá. Đấy, công suất nó 30W thôi. Đấy, nó vừa đủ làm cho cái áo mình nó, cái quần mình nó thẳng ra nhá, cực kỳ là ngon. Nên bên em có về thêm một cái lô sản phẩm, đấy là cái màu bếp điện quý vị nhé. Đấy, bếp điện xài điện 220, xài điện 220 nhé, với một cái vòng sưởi đốt cực kỳ là xịn sò luôn. Đế này đế lồi nhé, đế lồi. Đấy, mình để ở đây nó không bị nóng nhá, để cho cái son này nó hở ra. Đấy, không cực kỳ là đẹp luôn. Và đặc biệt cái ưu điểm của cái dòng này là nó không hề kén nồi quý vị nhé. Đấy, bằng kim loại là nó sử dụng được hết, gang này, nhôm này, sắt này, inox này đều ok quý vị nhé. Rồi, một cái bếp mẫu bếp là siêu gọn và đẹp như này thì em đang thanh lý với giá chỉ có 120 này. Thì cái công suất của nó ấy, công suất của nó là 1000W nhá, công suất của mình 1000W cho em này. Đấy, nó show cực kỳ là nhanh luôn quý vị ơi, và có đèn báo này. Đấy, có đèn báo nhá, có đèn báo này cho mình này, và tăng số này, tăng số nhiệt độ theo tùy theo mình nhá. Đấy, mình nước nhiều mình tăng cao này, và to thì mình tăng cao này, và vừa vừa khi sôi rồi thì mình cho cái điều chỉnh nhỏ nhá, và tắt, cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy,
thanh lý với giá chỉ có 120.000 quý vị nha. Đấy, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Nay em có về thêm cái mẫu sản phẩm nồi cơm quý vị nha. Em mẫu nồi cơm này là mẫu nồi cơm 1.8L này, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Nó là có gồm có 3 chức năng nhá, nấu cơm này, nấu cháo và chế độ hâm này. Hay nó tùy theo mức của mình ấy, mình sử dụng cái mức nào thì mình chỉnh qua mức đó cho em này. Đấy, như đây, nấu cháo này nhá. Rồi, nấu cơm này, nấu và chế độ hâm này. Thì mình bật qua chế độ này thì đây là một cái sản phẩm cực kỳ cao cấp và chất lượng luôn. Đây, hàng siêu đẹp luôn quý vị nha. Đây, một cái nồi cơm đấy có 1.8L nhá. Đấy, cực kỳ là dày luôn. Đấy. Bên trong này, đấy, siêu xịn sò luôn nha. Đấy, siêu xịn sò luôn. Và đây, chế độ đây có hướng dẫn luôn này. Đấy, bên này tiếng Anh này. Bên này đấy, gợi ý cho quý vị nha, nấu súp này. Ngoài việc nấu cơm ra còn có chức năng là nấu cháo này, nấu súp này. Đấy, cần sạc hoàn thành trận nấu này quý vị nhá. Rồi, hàng cực kỳ là xịn sò và cao cấp như thế này. Rồi, em đang thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình ấy với giá chỉ có 550.000 nhá. Dung tích 1.8L, hàng cực kỳ cao cấp cu xịn sò. Đấy, quý vị bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo lên cái mẫu sản phẩm tô vít đóng quý vị nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Mẫu này là tô vít đóng hàng Ueta cho em này. Đấy, tô vít đóng nhá, cực kỳ là Anton Ueta này, một thương hiệu cực kỳ là xịn sò. Thì đây là có thuốc vít bẹp này, bẹp nhá, và ba ke có đầy đủ hết cho em này cho mình nhá. Đấy, hàng này thì 540 cực kỳ là xịn sò rồi. Cái thép này tôi cực kỳ là cần nhá, đóng mở thoải mái nhá, sửa chữa thì em bao luôn. Đấy, các anh sửa cho máy thì mua một cái này sửa cả đời luôn đấy, cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, nay em thanh lý với giá chỉ là một cặp như này nhá, một cặp này, một cặp một bẹp một ke như này 60.000. Đấy, một kẹp mà một cặp như này 60.000 nhá. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm á thì alo cho em nha. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình ấy một cái mẫu sản phẩm, đấy là một cái mẫu nhá, sạc 12V, sạc bình ắc quy 12V nhá. Đây là cái mẫu này là sạc 12V. Hay thì nó là có cái đèn LED để báo hiển thị này nhá. Đèn này là chế độ này là 25% này, rồi 30 này, đấy, 75 này và 100% nhá. Thì khi mình cắm điện vào như này, mình chưa sạc thì nó sẽ hiển thị đèn như vậy. Còn lúc nào mình sạc thì nó sẽ hiển thị theo ngức của cho mình xem luôn nhá. Đấy, xem mực luôn. Đấy, thấy chưa quý vị chưa? Trong cái bình ắc quy này nó hiện tại nó đang chế độ là 75% này. Đến 100 lúc nào nó đầy là nó sẽ lên 100% nhá. Đèn báo cực kỳ là hay luôn. Siêu gọn nhẹ, cái mẫu này là sạc bình ắc quy điện tử nhá, qua bo mạch điện tử. Rồi, bên em thanh lý với giá chỉ có 95.000 thôi. Thanh lý với giá chỉ có 95.000 nhá. Đấy, mình mua về mình để sẵn trong nhà, nhiều lúc bình điện nó xe máy nó bị tụt thì mình có thể kết thoải mái, tài cực kỳ ok nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay cái lô dây thắt lưng cá sấu lại về hàng quý vị nhá. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò và cao cấp luôn này. Đấy, thấy chưa, một cái mặt này hình cá sấu này, da này cực kỳ xịn sò luôn quý vị nhá. Nhìn cái hộp không rồi biết là mê rồi nhá. Nhìn cái hộp không là biết là hàng là cũng khá cao cấp và xịn sò rồi. Đấy, da cực kỳ là đẹp nhá. Hôm nay thanh lý với giá chỉ có 150.000 thôi. 150.000 một sợi như này nhá, nằm nguyên trong người hộp. Đấy, quý anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em về một cái lô sản phẩm, đây là cái mẫu kéo cắt cành quý vị nhá. Đây là một cái mẫu kéo cắt cành này, hàng này là hàng cũng khá là xịn này. Đấy, nhưng mà ngày hôm nay em bao cho toàn thể quý vị bà con bạc mình với một cái giá là kịch sàng kịch cột luôn nhá, với giá chỉ có 26.000 một cái thôi, để cho phục vụ cho bà con của bác mình ấy tỉa cây tỉa cành để chơi Tết mùa xuân năm nay nhá, cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Đấy, số lượng thì có bao la luôn. Đấy, anh em bạn có nhu cầu quan tâm thì alo này. Tiếp theo ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý bà con của bác mình ấy, anh chị em bà con bác mình cái bộ cà lê nhá. Đây là quà lê hai đầu, đấy, cà lê hai đầu nhá. Đấy, nó có là thông số này 7, 6 này, 7 này, 8, 9 này, 10, 11, 12, 12 này, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nhá, 17, 18, 19 này, 20 và 22. Nó theo số như này, mỗi đầu là một số nhá. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây nhá. 8 cây ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, thanh lý giá 70.000 quý vị nhá. Đấy, anh chị em bà con quạt mình có nhu cầu ấy, về mua bộ này trong nhà để sửa chữa cái gì cả cực kỳ là hay nữa nhá. Có đầy đủ thông số như này. Rồi,
thanh lý giá chỉ có 70.000. anh quý em, anh chị bà con bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Ngày hôm nay có về cái lô ổ cắm và công tắc hàng bài quý vị nhé, hàng cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Ồ, cái màu sản phẩm này thì đây, cái màu này thì một cái bảng để như này, nó bao gồm 3 công tắc này. Đấy, công tắc nhá, rất là xịn sò luôn, rất là nhẹ luôn. Và nó có 3 ổ cắm này. Ổ này thì có thể mình găm được ổ cắm 3 nhá. À, cái phích cắm 3 chầu thì mình có thể găm được này. Và ổ tròn, ổ dẹp thì cũng được nhá, được độc đặc như trong này. Cực kỳ là ngon nhá. Và hàng ngày hôm nay em sẽ thanh lý cái màu hàng bài này với giá là 35.000 một ổ nhá. 35.000 một ổ thôi, giá siêu rẻ. Rồi có cả đèn LED báo đèn luôn, cực kỳ là ngon nhá. Rồi quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Xin kính chào toàn thể anh em nhá. Rồi ngày hôm nay bên mình có về một cái lô sản phẩm cực kỳ hay luôn, cực kỳ thông minh cho toàn thể anh em nhá, mà đã có xài cái màu máy khoan pin đấy. Và đặc biệt đây là cái màu bổ truyền nguồn nhá, bổ truyền nguồn từ pin đấy, từ pin nhá, chân pin phổ thông từ pin 10 cell hoặc 15 cell pin của máy khoan ấy. Đấy, sang điện 220 nhá. Đấy, đặc biệt nó là ra điện 220 cho quý vị nhá. Lưu ý nhá. Đây, mình giờ mình găm vào như này, nó rất là dễ sử dụng và nó là ra truyền nguồn. Đây, quả pin này là pin 20V này. Và bây giờ nó là còn hiển thị là nó là có xài rồi, có hiển thị còn 18V.3 nhá. Đấy, quả pin nó là như vậy. Rồi, khi có công tắc tắc này, bật nguồn này nhá. Mình sử dụng có thể có 3 cổng USB này, sạc điện thoại này và máy ổ cắm này để mình sử dụng cái cấp điện khẩn cấp nha. Rồi qua đây, đây nha, đây là một cái mẫu chi tiết. Rồi mình đã găm vào cái quả pin rồi, pin 15 cell hay là 10 cell gì cũng là chơi ok nha. Và đây là mình sạc điện thoại này, đây là cổng USB sạc điện thoại nha. Rồi rất chi là đơn giản. Rồi có điện nha, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, và đây bây giờ là nó là chuyển sang chính thức của nó là 220 để cho quý vị cùng xem này. Một con máy khoan đầu kẹp 13 ly này nhá. Công suất của nó là 710W này. Nhưng mà cái bộ chuyển đổi này ấy, thì anh em muốn bền thì mình xài tầm 300W đổ lại cho em nhá, để cho nó bền. Hãy 300W đổ lại thôi. Còn bây giờ em test thử cái công năng, cái thử nó là như thế nào. Đấy, máy chạy ngon nhá. Bây giờ em bắn tôn luôn, bắn tôn luôn cho anh em cùng xem này nhá. Bắn tôn cho anh em cùng xem cho anh em như nào này. Rồi em sẽ test cái màu băng tôn luôn. Đấy, cho mình xem nhá. Đây, đây găm điện luôn. Đây, máy đấy. Băng này. Rồi. Đấy, rất là khỏe luôn. Ngon nhá. Cực kỳ quốc con nữa. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn đấy. Bao luôn. Đấy, ổ cắm nhá. Nguồn, đang này. Đấy, găm điện thấy chưa. Rồi. Đấy, anh em nào quan tâm thì alo cho em nhé. Với cái dòng sản phẩm này thì em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy, với giá chỉ có là 270.000. Đấy, 270.000 nhá. Đấy, hốt nhanh hốt lẻ quý vị nhá. Anh em có về thêm cái lô sản phẩm nhá. Đây là cái mẫu dành cho gia đình nhá, cực kỳ hay luôn. Đây là cái bộ nâng tủ nhá, nâng tủ, nâng bàn, nâng ghế cho em này, cực kỳ là đã luôn nhá. Đấy, đó còn kèm theo một cái đòn bậy này. Đấy, cái này mắc vào để bậy lên nhá. Còn đây là bốn cái bánh xe, mình lắp cái tủ lạnh này, máy giặt này, giường ghế này. Đấy, cho vào bốn cái tủ nhá, bốn chân. Đấy, bốn cái chân bốn gấp là mình nâng lên, mình đẩy đi cho nó di chuyển nhá. Đây là cái bộ nâng tủ, nâng bàn, nâng ghế, giá em đang thanh lý và chỉ có 90.000 nhá. 90.000 một bộ quý vị ơi. Tiếp theo ngày hôm nay bên em mới về lên một cái lô sản phẩm, đấy là nồi lẩu này. Hai chức năng quý vị nhá. Đây là cái nồi lẩu có hai chức năng, vừa mình có thể có hấp này, hai chế độ hấp nhé, và có nồi lẩu. Thì cái nồi lẩu này có thể với cái dung tích là đường kính là 28cm này, mình có thể dành cho 5 người ăn thoải mái nhá. Và được phủ men sứ cực kỳ là xịn sò luôn, chống dính quý vị nhá. Đấy, xào đồ cũng ok luôn. Đấy, và có nắp vuông đầy cực kỳ là ngon này, có rễ hấp nhá. Đấy, thì cái màu sản phẩm này ấy, mình có thể tăng giảm nhiệt độ nhé, tăng giảm nhiệt độ có 3 mức tăng giảm nhiệt độ cho em này, có đèn báo này, cực kỳ là xịn sò luôn. Thì cái ngày hôm nay cái mẫu sản phẩm này về số lượng cực kỳ là nhiều luôn, đấy để em phục vụ quý vị khách nha. Với giá chỉ có là 220.000 thôi, 220.000 một sản phẩm như này, đấy, giá cực kỳ xịn sò và yêu thương.
Đấy, quý vị bà con của bác mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Rồi tiếp theo ngày hôm nay về lại một cái lô sản phẩm, đấy là cái dầu tinh dầu thơm để phòng cho quý vị nhé. Đây, hàng này thì với cái hương vị là hương mùa hoa mùa xuân mộc lan này. Đấy, cái mẫu sản phẩm này thì mình rất chi là dễ sử dụng nhé. Về mình chỉ có mở nắp ra này và đâm cả cái que này vào nó từ ngấm từ từ nhé, và cái hương hoa nó từ lan tỏa chiều nhẹ trong căn phòng của mình. Thì cái mẫu sản phẩm này em về với một số lượng cũng khá là nhiều cho nên thanh lý giá sập sàng cho quý vị bà con của bác mình sử dụng nhé. Chỉ có 45.000 một lò cho em này. Đấy, quý vị bà con của bác mình ấy, nhà nào mà có ẩm thấp này hoặc là có một cái mùi mà nó cũng khó chịu ấy thì mình nên sử dụng lên một cái lò tinh hoa này nhá, cho nó dễ chịu đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay bên em mới về thêm một cái lô sản phẩm mà đây là một cái cối giả quý vị nhá. Đấy, cối giả chày trên shop Bombo đấy. À, đây là một cái cối chày, cái chày là giả nhá, và đây cái cối nhá. Cối này là hai lớp nhá, in lớp đặc cho em này, cực kỳ là xịn sò luôn, hàng cực kỳ cao cấp nhá. Đây, và cái đường kính của nó là 10 cm này. Đấy, dày dặn cực kỳ là nặng luôn quý vị ơi, cực kỳ phê luôn nhá. Đấy, giả tiêu, giả tỏi, giả tớt, giả cực kỳ cũng được nhá, cực kỳ là xịn đấy. Và một cái nắp mình đựng theo nhá, đây như này để là nó khỏi bị bung ra nhá. Đấy, mình giả thôi, thoải mái thôi, và có thèm theo cối này. Và cái sản phẩm này thì em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của mình đấy, với giá chỉ có là 110.000 thôi. Đấy, 110.000 quý vị nhé, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Nay em lại về thêm là hai cái màu sản phẩm nhá. Đây là cái bình inox giữ nhiệt, cái loại màu 8 lít và 10 lít cho mình này nhá. Có vòi nhé, có vòi mở nước này, mình đựng nước rồi mình có thể mở xả ra uống luôn. Đấy, hai lớp inox trong ngoài, có lớp chốt giữ nhiệt ở giữa nhá, cực kỳ là ok luôn. Hàng này là cực kỳ cao cấp luôn quý vị nhá, mình có thể giữ nhiệt lên đến tầm 24 giờ đấy. Đấy, nóng được này, lạnh được cho em này. Và cái màu sản phẩm này thì em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình đấy. Cái màu 8 lít là 220.000 nhá, còn cái màu 10 lít là nó 250.000 cho em này. Đấy, quý vị bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi nay em có về thêm cái bộ giác hơi này, bác nào thường xuyên mà đau mỏi nhờ lưng ấy đấy, thì mình nên sử dụng một cái bộ này này, cực kỳ là ngon nhá, bầu để nhức mỏi này, đấy, giảm nhức mỏi cho mình nhá. Có bơm này, có đầy đủ các cái nhiều chi tiết như này, đấy, cái đầu bơm này, đầu bầu như này nhá, đấy, lo có nhỏ có bé có này, thì thanh lý với giá chỉ có 70.000 thôi, giá 70.000 quý vị nhá. Rồi nay thanh lý cái lô Eto này, Eto cái màu kẹp bàng nhá, với cái đường kính của nó là 50 mm cho em này. Đấy, Eto kẹp bàng nha em, cực kỳ là ngon này. Và sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con mình 200.000 một cái nhá. Đấy, những anh điện cơ hoặc là làm việc cưa kéo gia đình vừa thì múc cái này về xài cực kỳ là ngon, giá 200.000 nhá. Rồi nay em về cái lô mũi khoan, hay mũi khoan cực kỳ xịn sò nhá, mũi khoan tháp quý vị nhá. Đây là cái màu mũi khoan tháp cao cấp này, nó theo kèm này quý vị nhá, nó theo kèm một cái hộp xịn sò cho quý vị mình luôn này nhá, bóc ra luôn đấy. Đây nó là gồm có này, yeah, thông số đầy đủ nhá, 32 là lớn nhất nhá, ba loại mũi này, mũi 12 này, từ 6 đến 12 này, rồi 6 tới 20 này, và 6 đến 32 nhá. Và trong đó có kèm theo ba cái mũi nữa, ba cái mũi này là mũi khoan hợp kim, chuyên là khoan sắt để khoan sắt nhá. Hộp này là mũi này là khoan sắt cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đấy, quý vị nhìn thấy. Đấy, mũi này là mũi 6 này, mũi 4 này, mũi 2 này. Em nó có trong này nhá. Nó kèm theo như này, một cái hộp mũi khoan xịn sò, khoan tháp xịn sò như này. Thì em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình ấy với giá 100.000 thôi. Đây, cái muốn khoét lỗ lớn thì mình lấy mồi cái mũi nhỏ, xong này đưa cái mũi khoan này nhá. Đưa mũi khoan tháp này vào là doa là cực kỳ là ok luôn. Với giá chỉ có là 100.000 nhá. Nay em về lại lên thêm cái lô sản phẩm máy hàng Nhật quý vị nhé. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò và cao cấp luôn. Đấy, riêng cái màu sản phẩm này thì em bao cho tất cả các anh em mình ấy là đi công trình chuyên 2 ly 6 và chấm tỉa 3 ly 2 là tẹt bô cho em này, vì cái form này là màu form nhỏ nhá. Rồi, hàng cực kỳ chất lượng, với là ba nút chỉnh nhá, nút chỉnh dòng này, chỉnh đồ ngấu này, và chỉnh cái đồ bắn của mũi hàng luôn, ba nút chỉnh nhé, cực kỳ là đẹp luôn. Với cái dòng hàng của nó là MMA nhé, 600. Đấy,
phụ kiện theo kèm của nó là gồm có kìm hàng, kẹp mắt theo kèm, mặt nạ hàng này và đuôi, nói chung là bao tay hàng này đầy đủ nhé, cấn có mặt nạ luôn. Đấy, rất chi là ngon. Mình mua về chỉ có việc cắm điện vào mua quay hàng là sử dụng thôi. Thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý bà con của bác mình ấy. Anh em chuyên đi công trình mình ấy, là với một cái giá cực kỳ đẹp luôn. Chỉ có 850.000 thôi. 850.000 quý vị nhé. Rồi, hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò. Rồi, hôm nay về lại cái mẫu sản phẩm là đèn đổi đầu 5 bóng quý vị nhé. Đấy, và hôm nay sẽ thanh lý với giá chỉ gọi là sập sàng luôn quý vị luôn. Đấy, giá bao thị trường nhá, 40.000 một cái thôi. Đấy, 40.000 một cái nhá. Có 3 chức năng này. Đấy, cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Siêu sáng, mà nói là đèn này là mẫu này là siêu sáng luôn, quý vị nhìn thấy chưa? Cực kỳ là đã luôn nhá, 5 bóng nhá. Đấy, làm trong lô trong đồ cả kiểu, đi ban đêm ban ngày cũng được. Đấy, có dây đổi theo kèm này, dây sạc theo kèm cho quý vị mình nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có là 40.000 thôi. Tiếp tục ngày hôm nay mà về lại một cái lô sản phẩm bơm 2 ống. Em màu bơm này là bơm của Malaysia quý vị nhá. Hay ống bơm cực kỳ là lớn luôn. Đấy, em bao cho các bác bơm xe cày này, xe 7 chỗ này là rất chi là ngon luôn. Xe ba gác này, bơm xe máy thì miệng bàn rồi nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có là 130.000 thôi. Hay 130.000 quý vị nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, có đầy đủ như này về là mốc là nhất thôi nhá. Giá siêu rẻ. Rồi, nay em lại về thêm một cái lô sản phẩm đấy là một cái màu cân tiểu ly quý vị nhá. Và thì cái mẫu này ấy thì nó tiểu ly nhưng mà nó cân được trọng lượng tối đa là 10 kg cho em nhá. Cân được 10 kg này. Em bằng điện tử, đấy, rất chi là xịn sò luôn. Rồi, và có tặng kèm theo một cái hai quả pin này để mình về sử dụng nhá. Thì em sẽ thanh lý với giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, 70.000 cho bà con của bác mình về sử dụng nhá. Cực kỳ là tiền lời và gọn nhẹ nhá. Hôm nay em có về thêm một cái lô sản phẩm để làm cái mẫu dao quý vị nhá. Cái dao này có thể vừa thái vừa chặt này. Cái chặt gà, chặt vịt là ok quý vị nhá. Đấy, chặt xương non tuyệt vời luôn. Đấy, cái mẫu sản phẩm này đây là hàng nội địa Đài Loan nhá. Đấy, hàng nội địa Đài Loan này nhá, càng bọc luôn bằng inox nối liền nhá. Cực kỳ là xịn sò luôn. Và em bao bén nhé, bao sắc luôn, bao chất lượng này. Đây là cái màu sắc chống rỉ vẹt quý vị nhá. Rồi, nay thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bác mình với giá chỉ có 55.000 nhá, 55.000 một cây thôi, giá siêu yêu thương luôn. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em lại về một cái lô sản phẩm mới nhé. Đây là cái màu thảm lau chân, hay để lau chân nhá, ở sàn nhà nhá. Và đặc biệt cái màu này thì ở trên nó nhung này cực kỳ là êm này, êm chân nhá. Và đây nó là tầng hai lớp. Lớp trên này thì nó có cái lớp bọc cao su nhá, có cái để chống trượt ở dưới nền nhà ấy, cực kỳ là hay luôn và không bị ướt nhá. Đó, cực kỳ là xịn sò như này. Rồi, thì để chào xuân 2024 này. Đấy, thì nó có hình con rồng, năm con rồng luôn. Thì mình có rất chi là nhiều màu quý vị nhá. Nó tượng trưng cho năm rồng. Thì đây, có quý vị bà con của bác mình có nhu cầu ấy sử dụng đến cái màu sản phẩm này thì một tấm là 20.000 nhá. Còn bác nào mà lấy 3 tấm thì em lấy 50.000. Đấy, cực kỳ rẻ luôn. Mốc về xài quý vị ạ. Đấy, nếu mua về kết lại một tấm thảm để trước nhà cũng ok luôn, cực kỳ là đẹp quý vị nhá. Siêu xịn luôn, siêu đẹp luôn nhá. Rồi, quý vị bà con của bác mình có nhu cầu thì ở em nhá. Thì khi mua hàng thì không em bốc hàng tùy ý nhá. Còn mình không thể lựa chọn được, em không thể nào bốc được như vậy đâu nha. Tiếp theo quý vị nha. Đấy, rồi hôm nay có về một cái lô sản phẩm bơm 2 ống này, bơm 2 tí, có đồng hồ đầy đủ luôn, ngon lành. Em bơm xe 7 chỗ là thoải mái cho em nhá. Hàng này là hàng Nhật cực kỳ cao cấp cho toàn thể quý vị mình nhá. Rồi, hôm nay thanh lý với giá chỉ có 250.000 một cái như này. 250.000 nhá. Đấy, đạt chân có đồng hồ luôn 2 ti này. 2 ti này thì em nói thật là bao khỏe luôn, bao chất lượng cho toàn thể quý bà con của bác mình bơm nhá. Bơm xe máy, bơm xe ba gác này, 7 chỗ thoải mái cho em nhá. Tiếp theo có về một cái lô liếc dao Nhật xịn sò quý vị nhá. Đấy, dao mà đùi mà không bén ấy thì mình gần cái này mình liếc một phát là ok thôi. Này, hôm nay thanh lý cho toàn thể quý vị mình này về xài này. Với giá chỉ có 100.000 một cái nhá. 100.000 một cái, một cái liếc dao xịn sò hàng Nhật cao cấp như này nhá. Rồi, quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo vào số hotline em ghi lên màn hình nhá. Tiếp theo ngày hôm nay có về ít cái lô sản phẩm cái dao nhá. Dao này là có thể gập được, có bọc luôn này.
mình có thể gấp gọn như này quý vị nhá, có dây đeo luôn đấy, cực kỳ là hay luôn. Rồi có một cái dao con này để làm trái cây các kiểu này, và một cái mở bia này để mở các thứ hay đồ hộp nhá, rất kỳ là hay luôn. Thanh lý giá chỉ có 15.000 thôi, 15.000 một cây quý vị nhá. À, tiếp theo em có về một cái lô mỏ lết 12 inch hàng bài xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đấy, mỏ lết này là 300mm x 36 đấy, cái chiều dài 36 và cái đường mở của nó là 300mm nha. Rồi, hôm nay chỉ có giá là 95.000 một cái thôi, hay thanh lý giá cực rẻ cực sốc luôn, 95.000 quý vị nhá. Đấy, quý vị nào có nhu cầu thì ơi em. Tiếp tục ngày hôm nay em có một số cái mẫu hàng em thanh lý nhá. Đấy, dọn kho thanh lý này. Đấy, còn một ít mũi khoan nhá. À, đây là lưỡi cắt, đĩa cắt gạch Makita này. Đấy, 40.000 một lưỡi quý vị nhá, 40.000 một lưỡi này. Còn anh nào mà xài lưỡi đa năng thì đây là 50.000 một lưỡi nhá. Lưỡi đa năng, đây là hàng Thái Lan nhá, hàng Thái Lan. 50.000 một lưỡi cho em. Đấy, RP7 thì 30.000 một lò nhá. RP7 30.000 một lò. Đấy, còn lưỡi cắt mà quý vị nào mà muốn xài lưỡi cắt 1-85 Makita này ấy thì nó là 85.000 nhá, 85.000 một lưỡi này. Và đây, kính hàng điện tử nhá, kính hàng điện tử có nhiều bác gọi điện này hỏi thăm này, và nó là 101 một cái này. Đấy, kính hàng điện tử 140.000 nhá. Rồi, móc khóa đa năng này, móc khóa đa năng cực kỳ là đẹp quý vị ơi. Đây, móc khóa đa năng nhá, chỉ có 25.000 một cái thôi. Đấy, mua về chơi nhá. Đấy, này, mình có thể xoay luôn, xoay cực kỳ là đẹp nhá. Đây, có thể đây, nó nói chung là nó xoay theo được nhá, xoay tròn nhá, mình có thể xoay tròn cái tay em đang cực. Đấy. Đấy, xoay tròn như này nhá. Rồi, thấy chưa, 25.000 một cái này. Rồi, còn mấy cái bộ mà khoang pin đầu 10 ly nhá, pin 5 cell này. Đấy, bộ phụ kiện như này, thanh lý chỉ có là 380.000 nhá, 380.000 thôi. Đấy, anh nào móc được thì chơi em này. Ai chơi cho em nhá, 380.000 còn mấy bộ thôi. Rồi, và đây là cái súng bu lông Haruko này, súng bu lông Haruko này. Đấy, chân pin 3 càng nhá, chân pin 3 càng này nhá, 550.000, lực siết là 350 nhá. Đấy, ok nhá. Rồi, có một cái ít này, cái màu đây là cái bộ khẩu 40 chi tiết nhé, 40 chi tiết khẩu 1/4 nhá, khẩu 1/4 là gọi là khẩu bé ấy. Đấy, là 80.000 này. Còn cái bộ này là bộ 100.000 này, cùng là một khẩu 1/4 quý vị nhá, có vít có ở đầu luôn. Đấy, 100.000 một bộ. Còn anh nào ấy muốn xịn sò mà khẩu 1/2 thì đây, bộ này là 140 nhá, bộ 140 cho em này. Rồi, bình xịt nhá, bình xịt này là xịt phun thuốc tưới cây này, bình 2 lít cho em, một bình là 60.000, một bình 60.000 nhá quý vị nhá. Siêu rẻ luôn. Đấy, cực kỳ là ngon. Lam xích, đấy, lam xích thì rẻ lắm quý vị ơi, lam xích thì 120.000 một bộ nhá, lam xích cưa cây 120.000. Còn đây là sạc 12V, đấy, từ sạc bình ắc quy 12V nhá. Đấy, đây là 90.000 cho em, 90.000 một bộ nhá. Rồi, nay em có về thêm một cái lô sản phẩm gối massage quý vị nhá. Đây là cái mẫu gối massage cực kỳ đa năng luôn. Nó có thể là mình có thể nằm ở nhà đều massage được này, đi xe ô tô cũng là massage được này nhá. Và đây là cái mẫu massage 16B cho em này. Đây, mẫu 16B nhá, hàng này là hàng Liên Doanh Việt Nhật cho em nhá. Hàng Liên Doanh Việt Nhật cực kỳ cao cấp. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, bao chất lượng cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình, mẫu mã đẹp tuyệt vời luôn nhá. Và nó cực kỳ nhiều chức năng này. Nó có thể đảo chiều cho em này, có đảo chiều này, có nhanh chậm này, có đèn này, có đầy đủ các chức năng nhá. Quý vị anh chị em bà con qua hình đấy, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Và mua hàng thì em sẽ tặng kèm theo một cái sản phẩm nữa, đấy là một cái massage cánh bướm mini nhá. Một cái massage cánh bướm mini như này, cực kỳ là ok này. Đây là cái dây này ấy, là dây mình đi mình găm vào cái điện cái chuôi của xe ô tô nhá, thì mình có thể xài được trên xe ô tô, lần trên ở gia đình thì mình găm điện vào cái ổ cắm trực tiếp cho em này. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, rất chi là xịn sò luôn. Đấy, 280.000 nhá, hôm nay em sale 280.000. Quý anh chị em bà con hoặc mình nhanh tay nhanh chân nhá.
Rồi, nay em lại về thêm một cái lô sản phẩm, một cái loại kìm kéo cắt cành nhé. Một cái mẫu kéo cắt cành Nhật hàng xịn sò luôn. Em mẫu SK5 này nhé. Hàng Japan xịn sò luôn quý vị ơi. Mẫu này là mẫu cắt cành cao cấp, cực kỳ xịn sò luôn. Để phục vụ cho quý vị bà con của bác vào cái dịp xuân năm nay nhé. Để cây cành. Đấy, hàng xịn sò bao chất lượng luôn nhé. Đấy, mẫu này thì hôm nay là về lại hàng thì em sẽ thanh lý giá cực sức cho toàn thể quý bà con của bác mình luôn này nhá. Với giá chỉ có là 90.000 thôi, 90.000 nhá. Cực kỳ ngon. Đấy, hàng này hàng Nhật cao cấp cực kỳ luôn quý vị ơi. Đấy, nhanh tay nhanh chân quý vị ơi. Đấy, chốt đơn thì về để tỉa cây kìa cành nhá, để làm cho cái cây mình nó được đẹp hơn. Đấy, để đón xuân nhá. Anh em còn sót khom hay bổ khoang đầu kẹp 13 ly. Đấy, khoang điện nhá, đầu kẹp 13 ly cho toàn thể quý vị mình này. Có đầy đủ phụ kiện như này luôn nhá. Và em sẽ thanh lý giá rẻ cho toàn thể quý vị bà con bác mình về sử dụng nhá. Với giá chỉ có là 450.000 thôi. Đấy, 450.000. Em mình đã có sở hữu được một con máy như này rồi nhá. Cực kỳ là ngon quý vị ơi. Đấy, quý vị nhanh tay nhanh chân lên này, có hàng quý vị nhá. Nên em giới thiệu cho toàn thể quý bà con của bác mình nhá. Ai thường xuyên hay bị nhức mỏi tê bì chân tay này, ấy thấy thường xuyên nổi mụn nhiều ấy, thì mình nên mua một cái này về mình dán nhé, tối lại mình dán ở lòng bàn chân để hút thải chất độc nhá. Đây là cái mẫu thuốc dán lòng bàn chân để hút thải chất độc, đấy, cực kỳ hiệu nghiệm quý vị nhá. Một hộp gồm có 50 miếng này, cực kỳ là ngon luôn, em cũng đang dán luôn nha, hiệu nghiệm vô cùng luôn. Nay thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhé, một hộp là 50.000 nhá. Một hộp chỉ có giá 50.000 thôi. Đấy, cực kỳ là xịn sò. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay em lại thanh lý một cái lô sản phẩm khoang bê tông bót 3 chức năng cho toàn thể quý vị bà con của bác mình nhá. Rồi, mẫu này thì cũng cuối năm rồi thì thanh lý giá rẻ thôi. Có 550.000 một con nhá. 550.000 một con. Dây dài 4m cho em này. Đấy, dây dài 4m cho em buồn nhá. Đấy, 3 chức năng cực kỳ ngon luôn, xịn sò nhá. Đấy, khoang tường 20 em bao nhá. Rồi, thanh lý 550.000. Ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Rồi, hôm nay có về một cái lô máy mài hàng Thái Lan siêu xịn sò cho toàn thể quý vị nhá. Đây là hàng công ty Deadmark. Đây là cái công ty này, nó gần cuối năm rồi, nó thanh lý những cái món hàng có giá cực kỳ rẻ. Đây, ôm số lượng có giá rẻ quý vị nhá. Nó về thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bác mình này. Đấy, một con máy mài thương hiệu Thái Lan nhé, thương hiệu Thái Lan cực kỳ xịn sò luôn. Công tắc sườn này, và đặc biệt là nó có điều chỉnh tốc nhá. Đấy, có điều chỉnh tốc luôn, xịn sò chưa? Quý vị nhìn thấy chưa? Mình muốn bao nhiêu số bao nhiêu cũng được. Đấy, cực kỳ nhá, muốn nhanh nhanh chậm chậm có cực kỳ ngon rồi. 5 6 số nhá. Rồi, công suất là 710W luôn, siêu khỏe, siêu mạnh luôn. Và hàng là hàng bao công trình nhá. Đấy, hàng là dây đồng 100% luôn nha quý vị nhá. Rồi, thanh lý cho toàn thể quý bà con của bạc mình với giá chỉ có 330.000. Đấy, 330.000 nhá. Và khách nào lấy thì em tặng kèm cho mấy cái lưỡi cắt đá luôn nhá. Đấy, ba cái lưỡi cắt đá luôn. Đấy, tặng kèm ba cái lưỡi cắt đá nhá. Rồi, quý anh chị em bà con của bạc mình nay có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, em có về một ít nhá, một ít thôi. Cái mẫu sản phẩm kéo cắt gà hàng Đức nhá, hàng sách tay, cực kỳ xịn sò và cao cấp. Đấy, thương hiệu này thì quý vị nào mà sành thì biết rồi nhá. Đấy, hai con người ghép đôi đấy, là một thương hiệu Remedy của Đức nhá. Cực kỳ là xịn sò luôn quý vị ơi. Đấy, hàng bao chất lượng luôn. Một cái mẫu kéo cắt gà nhá. Hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị mình, bà con quạt mình ấy, với giá chỉ có là 120.000 thôi. Đấy, 120.000 đã có một cái kéo cắt gà bao xịn sò nhá. Anh em có về một cái lô sản phẩm mà dành cho tất cả các quý bà muốn eo thon nhỏ đẹp này, quý ông bồng nhỏ nhá. Đây là cái mẫu sản phẩm lắc eo có đếm số nhá, có đồng hồ hiển thị luôn. Đấy, cái này cực kỳ là hay luôn quý vị nhá. Đây là cái vòng dành cho những eo nhỏ nhắn xinh xắn này, bác nào to ấy thì có hai khúc nối đó mình nối kèm nhá, và mình lắc cái quả cầu này nó sẽ xoay quanh nhá, xoay quanh cái đường ray này thì nó sẽ hiển thị thêm cái số vòng quay cho mình luôn. Đấy, và nay em thanh lý giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000 một cái quý vị nhá. Hôm nay em có về thêm một cái lô sản phẩm là bình trà giữ nhiệt quý vị nhé. Cái bình trà này là nó là gồm có hai lớp này, trong ít nút này, ngoài sơn này, cực kỳ là ngon nhá.
Thì cái này mình có thể giữ nhiệt tới 24 tiếng đồng hồ quý vị nhá. Đấy, nó có thể pha cả trà, pha cà phê này và có cả lọc luôn, cực kỳ là ok luôn nhá. Đấy, nó là tròn vẹn một cái như này. Còn đây bên trong của nó này, hàng cực kỳ cao cấp quý vị ơi, và hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình với giá chỉ có là 130 nghìn thôi nhá. 130 nghìn. Đấy, quý anh chị em có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm mà bút làm dấu nhá, bút làm dấu cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Đây là mình làm bằng tay bằng cơ nhá. Và đây là cái mẫu sản phẩm bút làm dấu bằng đồng nhá. Đấy, hàng nội địa siêu xịn sò luôn. Đấy, hàng bại nội địa cực kỳ là ngon nhá. Và cái đầu này là đầu thép siêu cứng này nhá, nó sẽ làm được trên tất cả các vật liệu này. Đấy, sắt này, nhôm này, gỗ này. Mình cần khoan cái mình làm dấu để định vị cái điểm cho nó chính xác ấy thì mình sử dụng nhá, cực kỳ là ngon luôn. Và bây giờ em sẽ test thực tế vào cái vật liệu sắt hộp này, dày 1.4 ly này, siêu ngon nhá. Rồi, bây giờ em sẽ test thực tế cho quý vị cùng xem luôn nhá. Đấy, nổ cực kỳ là sướng luôn quý vị nhá, và có dấu này nhá, có dấu nhá. Nếu như mình thấy mờ thì mình có thể làm lần 2-3 cái này. Đấy, mình lên. Đó, mình làm chơi một cái nữa thì quý vị nhìn thấy nhá, cực kỳ là ok luôn. Khoan không bao giờ bị lệch tâm nhá. Và ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình với giá chỉ có 50 nghìn một cái thôi. Hàng Nhật nội địa cực kỳ xịn sò nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em sẽ thanh lý xả hàng cái lô sản phẩm dây chuyền đổi nguồn quý vị nhá. Đây là cái mẫu sản phẩm mình chuyển nguồn từ 220 xuống 110 nhá. Đấy, dành cho những cái sản phẩm như máy khoan này, máy mài này, máy cắt nhá. Đấy, cầm tay cực kỳ là ok nhá. Rồi, thì cái mẫu sản phẩm này thì mình đào nó đã ghi chú sẵn là trên này luôn này. Đấy, bằng tiếng Việt luôn nhá. Rồi, dành cho những cái sản phẩm dành cho những motor có chổi thang này, nói chung là động cơ không có bo mạch nhá, không có bo mạch điện tử là xài cực kỳ ok vì nó là chuyên dùng dành cho nó nhá. Rồi, với là 3000W này. Đấy, công suất của nó là chiều đến là 3000W 30A nhá. Cực kỳ là ok. 110V, đấy, từ 220 chuyển 110V nhá. Thanh lý giá sập nguồn luôn, 90.000 một sợi nhá. Giá 90.000 một sợi cho em. Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị em bà con cô bác trên mọi miền Tổ quốc nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em ấy sẽ thanh lý một cái mô lô sản phẩm máy mài góc xài lưỡi một tấc một quý vị nhá. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy mài liên doanh Việt Nhật, hàng cao cấp, bao trên chiến công trình, đấy, bao cày kéo gia đình công trình em bao tất nhá. Và đặc biệt cái mẫu sản phẩm này ấy, là nó có điều chỉnh tốc, đấy, nó đều có điều chỉnh tốc quý vị nhá. Đây, mình muốn nhanh thì chậm thì chậm thì nó nằm ở đây nhá. Rồi, và nó thang ngoài rất chi là dễ thay thế này, công tắc bóp nhá. Đấy, gia đình công trình gì dễ xài cũng ok hết nhá. Rồi, máy thì bao khỏe, bao chất lượng rồi. Thì nó cái công suất của nó lên đến là 850W nhá. Đấy, vòng tua của nó thì cực kỳ cao rồi, 11 12.000 vòng trên 1 phút nhá. Và nó là xài lưỡi một tấc một cho em này. Đấy, đó là những cái chi tiết về máy móc này. Và đây, ngày hôm nay có nhiều bác ấy hỏi cái máy này là dây đồng hay dây nhôm, thì ngày hôm nay em đã bóc tách ra luôn cho quý vị cùng xem này. Đây là cái dòng sản phẩm bao chất lượng cho toàn thể quý mình. Quý vị mình yên tâm mà xài nhá. Rồi, đầu tiên đây là một cái đầu riêng cái nhìn cái mở của nó này. Đây là một cái dòng mở chiều nhiệt cao nhá. Mở này bình thường là mở bò màu vàng nhá. Còn cái đây là cái mở này là mở trắng, mở này là mở chất lượng cao, mở siêu chiều nhiệt đấy. Chiều nhiệt lên đến tầng 1200 độ C. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, nó không bị tan chảy nhá. Cho nên mình cứ xài thoải mái, cực kỳ là ngon rồi. Đấy là đầu tiên là một cái như vậy. Và thứ hai, đây là cái bộ rotor. Đấy, bộ rotor của nó này. Đấy, chú ý, được đan này, được đan và chằng dây cực kỳ keo chống cắt điện, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Bi bạc cổ gọp này, siêu dài luôn nhá. Cổ gọp này siêu dài luôn. Rồi, hàng là cực kỳ cao cấp, pro to được đấy. Rồi ra chụp nội trừ in ấn cực kỳ là ok này. Đấy, nhung này, cái bộ nhung của nó là làm bằng thép này. Thép này là thép siêu cứng nhá. Cho nên mình xài bao chất lượng luôn nhá. Không phải lo bà nghĩ hết. Và dây đồng 100% tuyệt đối quý vị ơi. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Em là mở bên trong rồi, cho quý vị mở ra để xem luôn. Nhiều bác nói dây đồng hay nhôm, bây giờ em là mở ra chính thức cho quý vị mình cùng xem là như này nhá. Và phụ kiện theo kèm của nó này là tay cầm này, khóa mở này, lá trắng này. Đấy,
và được tặng kèm theo một cái cặp chổi thang chính hãng theo máy nhá. Cặp chổi thang chính hãng theo máy. Ngoài cái cặp chổi thang ở theo máy rồi, nó còn được càng kèm theo một cặp chổi thang như này nữa, là quý vị cứ xài thoải mái đấy, và cực kỳ dễ thay thế này, thang là thang ngoài nhá. Mình có thể sử dụng hết là mình có thể mở ra đấy, rất chi là dễ dàng này nhá, để thay thế cho em này. Và ngày hôm nay bên kênh em sẽ tặng kèm theo cho quý vị mình mua một máy mà tặng kèm 3 sản phẩm nhá. Đấy, 3 cái lưỡi cắt đá này, 3 cái lưỡi cắt đá cho em này, và một cái bút thông mạch này. Bút này là bút đo thông mạch cho em này, bút điện tử nhá, đo thông mạch cực kỳ ok chưa. Đấy, mình dây giờ ở trong tường mà đất thì mình có thể rò được nhá, cực kỳ là ngon. Đấy, có dây nóng là nó sẽ hiện lên màu đỏ, còn bình thường nó sẽ màu xanh. Đấy, và một cái cây tô vít tăng giảm, tô vít này tô vít tăng giảm quý vị nhá, có thể tăng dài ngắn này. Đấy, và nó là tô vít hai đầu. Đấy, được tặng kèm theo 3 chi tiết như vậy, 3 sản phẩm như vậy quý vị nhá. Và ngày hôm nay bên kênh của em chị thanh lý với cái giá sản phẩm không thay đổi nhá, 350.000, và được tặng kèm theo rất chi là nhiều sản phẩm cho em này nhá. Đấy, còn mấy chục con thôi, em thanh lý nốt kilo này để em về nhập kilo mới. Cho nên quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Tiếp tục ngày hôm nay có một cái lô sản phẩm này nhá. Đây là cái màu kéo, kéo này là kéo đa năng, có thể đánh vảy cá này, có thể mở hộp này, mở thịt hộp nhá. Rồi, cái màu kéo này là kéo siêu xịn sò luôn, kéo nhật xịn cho toàn thể quý vị bà con màu của bạc mình nhá. Đa năng với giá chỉ có 80.000 thôi, hàng Japan. Đây, 80.000 một cái này. Đấy, mua về mà sử dụng nhà bếp cắt gì cũng được thì quý vị ơi, cực kỳ là ngon luôn nhá. Cực kỳ dài dằng và xịn sò luôn. Cực kỳ đẹp và xinh xắn quý vị ơi. Đấy, một cái màu búa lùn hàng cờ Mỹ nhá. Và ngày này hôm nay em về cái máy tấn ấy, cho nên thanh lý với giá cực kỳ rẻ cho toàn thể quý bà con của bạc mình này. Với giá chỉ có 35.000 một cái nhá. Đấy, anh chị em nào nhanh tay nhanh chân múc nhá, cả hết hàng đây. Đấy, và chỉ có vài tấn thôi quý vị ơi. Đấy, 35.000 nhá. Rồi, tiếp theo có về một thêm cái màu sản phẩm. Đây là một cái bồ khay để mình đựng hoa quả nhá, đựng bánh kẹo. Đấy, dùng cho những cái bàn ăn bàn khách này, cực kỳ đẹp luôn nhá. Rồi, đây là cái màu chi tiết minh họa như này nhá, theo như hình như này. Đấy, trái cây, mứt kẹo, bánh thì cho vào đây nhá, cực kỳ là xịn sò luôn. Và đặc biệt là cái màu này nó có thể xoay được nhá, xoay. Đấy, xoay đều luôn quý vị nhá. Rồi, em sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con qua mình với giá chỉ có 160.000 nhá. 160.000 quý vị ơi, siêu đẹp chưa? Rồi, tiếp theo em sẽ lên một cái mẫu sản phẩm về dụng cụ y tế cho mọi gia đình nhá. Đấy, thì nhà nào cũng nên dùng có một cái này trong gia đình này. Hãy nhớ đứt tay như nào đấy quý vị nhá. Rồi, đây là cái băng keo cá nhân. Đấy, băng keo cá nhân kháng khuẩn y tế quý vị nhá. Rồi, một hộp như vậy là 100 cái này, một hộp một vậy là 100 cái này. Thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý giá siêu rẻ cho toàn thể quý vị bà con của bác mình về dùng này. Với giá chỉ có 20.000 thôi. 20.000 100 cái quý vị nhá. Đấy, đặc biệt cực kỳ ok luôn. Lớn nhỏ hay là từ người lớn, người già, trẻ em gì đều xài được hết nhá. Đấy, quý vị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì đặt hàng nhá. Tiếp theo ngày hôm nay bên em có về thêm một cái lô sản phẩm quý vị nhá. Đấy, đây là cái màu bóng đèn led này. Siêu đẹp luôn. Đấy, đó là 7 màu nhá. Led 7 màu cho em. Và đặc biệt cái màu sản phẩm này là nó có thể chịu được nước nhá, mình có thể lắp trong bể cá này, ngoài trời mưa này, đều xài sử dụng ok. Và nó gắn liền theo cổng USB nhá, mình găm vào cái cổng USB hoặc cái cụ sạc điện thoại nhà mình ấy, mình găm vào thì nó sẽ dùng xài điện 5V nhá. Rồi, đây, quý vị nhìn thấy chưa, đây em ngâm vào cái này vào trong cái bể nước luôn này, cực kỳ ok luôn nhá, không làm sao hết quý vị ơi. Đấy, cực kỳ là ngon. Đây, đây là cái điểm cuối của nó này, đây là cái điểm cuối của nó nhá. Đấy, ngâm vào nước cầm cũng sao hết nhá, vì nó là chức năng của nó là không bị nhiễm nước, không bị giật nhá. Cho nên quý vị mình mua về xài trong bể cá này, trang trí ngoài trời này, cực kỳ là ok luôn. Và cái màu này thì nó có rờ móc theo kèm nhá, rờ móc theo kèm mình điều chỉnh theo cái màu mà màu mình tùy thích nhá. Đấy, màu gì mình chọn thì mình chơi cái đó nhá. Rồi, có đầy đủ các chức năng như này, có rờ móc ngon là ngàn đào chưa. Thì cái sợi dây này nó dài là 10 mét quý vị nhé, dây dài 10 mét cho em. Đấy, nó nằm một cái cuồng như này, 10 mét cực kỳ là ok. Và hôm nay em thanh lý với cái giá siêu rẻ luôn,
Đấy, giá rẻ bao toàn quốc cho toàn thể quý vị anh chị em bà con của mình, với giá chỉ có 90.000 một cuộn nhá, 90.000 một cuộn cho em. Đấy, anh chị em nào quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm, đấy là một cái gạt tàng thuốc quý vị nhá. Đấy, bằng thủy tinh, nó cực kỳ là đẹp luôn. À, cực kỳ sắc nét nhá. Đây, hàng cái trang trí thì bắt mắt này, siêu đẹp luôn. Bốn ngắt bốn nơi này nha. Rồi, sanh lý cho toàn thể quý vị bà con bác anh chị em mình ấy, với giá chỉ có 20.000 thôi. Thì cái này nhà nào mà trồng, có trồng hút thuốc này, anh chị em bà con hút thuốc này, hoặc là để bàn ấy, có khách đến ấy, thì để người ta cho tàng thuốc vào đây cho nó lịch sử nha. Rồi, 20.000 một cái thôi quý vị ơi. Rồi, em có về một cái lô mùi khoang quý vị nhé, mùi khoang đa năng. Hai mùi khoang này thì mình dọn là khoang gỗ này, khoang tường này, khoang gạch men, khoang kính này, cực kỳ là ngon nhé. Và đặc biệt thì cái mẫu này thì nó là cái đầu lục giác này, mình có thể xài được tất cả các loại máy nhé. Máy như bu lông 2-in-1 này, đầu kẹp đều xài được hết cho quý vị nhé. Đấy, em có về hai loại này, mùi 6 và mùi 8 nha em này. Mùi 6 thì 20.000, mùi 6 thì 15.000 một cái nhé, 15.000 một cái, còn mùi 8 là 20 này. Đấy, cực kỳ là ok luôn quý vị ơi. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo vào số hotline em ghim trên màn hình nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có về cái lô phích cắm quý vị nhé. Hai phích cắm hàng bãi Nhật cực kỳ là ngon luôn nhá. Cọc này là cọc đồng 100% luôn quý vị này. Hai cọc đồng 100% nhá. Và em sẽ thanh lý cực kỳ giá rẻ cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nữa nhá. Một cái 5.000 này. Đấy, siêu ngon luôn. Đấy, 5.000 nha, siêu rẻ quý vị nhá. Hôm nay em tiếp tục thanh lý cái lô đùa Hàn Quốc cho quý vị bà con của bạc mình nhá. Đấy, đây là cái dòng sản phẩm đùa Hàn Quốc này cực kỳ là đẹp luôn nhá. Rồi, có bọc kim loại vàng nhá. Đấy, mà vàng quý vị nhá. Và đây là cái nhám này để gấp không bị tuột nhá. Đấy, đùa Hàn Quốc cho em cực kỳ là xịn sò luôn, không bị mốc meo này, các kiểu này nó các thứ cực kỳ hay nhá. Rồi, hợp an toàn vệ sinh này. Và ngày hôm nay thanh lý cho toàn thể quý vị anh chị em bà con cả mệt này, với giá 25.000 một 10 đôi nhá, 25.000. Đấy, nó nằm trong cái vị như này. 25.000 quý vị nhá. Đấy, siêu rẻ, siêu hot luôn. Tiếp theo ngày hôm nay sẽ thanh lý một cái lô sản phẩm này cho quý vị bà con bác này nhá. Đấy, hàng cực kỳ là ok luôn, với một cái chất liệu là gang đốc nhá, nhôm đốc nhá, nhôm đốc không bị hang rỉ nhá, cực kỳ là ngon luôn, bóng nhoáng luôn nhá. Rồi, đây là cái sản phẩm máy xay thịt bằng tay quý vị nhá, máy xay thịt bằng tay mini. Đấy, thì cái mình có thể kẹp vào cái bàn bếp này hoặc ở đâu đấy thì mình thịt vào đây. Đấy, mình để thịt vào đây mình xay nhá, nó sẽ ra như này. Đó, ra bên này. Và đây là cái tay quay nhá, đây là cái tay quay cho em này. Đó, mình quay như này thì nó sẽ ra vào đây. Đó, xay thịt cực kỳ là ngon luôn quý vị nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cái sản phẩm này cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình với một cái giá quá hợp lý, quá yêu thương luôn. Chỉ có 130.000 một cái nhá, 130.000 một cái cho em này. Đấy, quý anh chị em có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Nên em về thêm một cái lô sản phẩm quý vị nhá. Hay một cái lô sản phẩm kìm bấm này, hàng cực kỳ ngon luôn quý vị ơi. Và hôm nay thanh lý rẻ cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình về sử dụng nhá. Đấy, với một cái sản phẩm kìm bấm Crossman hàng Uetra này. Thấy chưa? Đấy, còn cực kỳ VIP luôn. Đây, hàng xịn sò luôn nhá. Thép CRV Crossman, siêu cứng, siêu xịn luôn nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình với giá chỉ có 65.000 một cái nhá. 65.000 một cái, ấy rẻ như cho luôn. Đấy, vừa cho vừa bía vừa tặng luôn quý vị nhá. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em mới về một cái lô sản phẩm kéo Nhật quý vị nhá. Đấy, hàng kéo Nhật xịn sò cho toàn thể quý vị bà con bạc mình luôn. Thì cái màu kéo này ấy, mình về mình cắt làm tôm làm cá này, hay cắt rau hành này, hay gấp giấy gấp vải các kiểu là ngon lắm nhá. Đây là cái dòng này là dòng Japan nhá, cực kỳ X5 XK5 đấy, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, và hôm nay thanh lý tiếp theo cho toàn thể quý vị mình luôn nhá, với giá chỉ có 30.000 một cái. 30.000 một cái nhá, nếu như mua lẻ 30.000 một cái, còn quý vị nào mua 4 cái thì sẽ là 100.000. 4 cái 100.000 quý vị nhá. Đấy, hàng cực kỳ cao cấp luôn cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá.
chuẩn bị vải về để sắp thử luôn. Đấy, cá tôm thịt cực kỳ là ngon nha. Rồi tiếp theo em lên một cái siêu phẩm cho toàn thể quý vị bà con của bác mình hay thích ăn những cái món dân dã nha. Đấy, đặc biệt là cơm kho tù này, đấy, cá kho tù này thì đây nha. Một cái sản phẩm nồi gang cực kỳ là dày luôn quý vị nha. Đấy, cái kích thước của nó là bề ngang của nó là 18 cm đấy. Đây là 18 cm cho em này. À, có hai quai cầm nhá, và được tặng kèm theo một cái vung gọi là cái nắp đấy. Đấy, bằng gỗ thông cho em nhé. Hàng cực kỳ xịn luôn, hàng là Nhật cao cấp luôn quý vị nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình với một cái giá siêu rẻ luôn. 150.000 nhá, 150.000 một cái cho em này. Đấy, và nó là sẽ nặng là cái này ấy, nó nặng 1,5 kg cho em ấy. Đấy, nặng lên 1,5 kg cực kỳ là ok luôn nhá. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Đó, hàng cực kỳ cao cấp luôn. À, ngày hôm nay em có về thêm một cái màu bóng đèn nhà quý vị nhá, bóng đèn LED siêu tiết kiệm điện này. Cái màu này thì nó chỉ là 10W nhá, bóng này thì 10W nhỏ. Đấy, mình để lắp các cái khu vực có diện tích nhỏ nhá. Đấy, thì cái màu này em sẽ thanh lý cho quý vị mình bà con của bác mình ấy với giá 15.000 một cái nhá, 15.000 một cái này. Bóng đèn 10W cho em nhá. Đấy, siêu ok này. Còn bác nào mua đuôi thì có đuôi luôn, 5.000 một cái nhá. Đuôi đèn là 5.000 một cái cho em này. Đấy. Còn quý vị nào muốn xài bóng bự thì đây. Đây là cái màu bóng bự của em này. Đấy, về siêu tiết kiệm điện mà bự, cực kỳ là bự luôn quý vị ơi. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi, 50.000 một cái nhá. Về bát ngát mênh mông luôn. Quý vị bà con của bác mình có nhu cầu thì ơi em nhá. Rồi, đấy, về thêm cái ổ cắm này này. Đấy, ổ cắm này thì cho quý vị về xài nhé. Ổ cắm 3 ổ này, 15.000 một cái nhé, 15.000 một cái. Còn anh nào muốn xài cái ổ cắm mà có xoay, hay có 3 ổ như này nhé, xoay cho em đây. Cái loại này thì nó là dây của nó là dài quý vị nhé, dây dài cực kỳ dài luôn. Đấy, với giá vào 75.000 một cái nhé, 75.000 một cái cho em. Đấy, 5m cực kỳ là ok. Đấy, quý vị có nhu cầu thì ơi em nhé. Nên em có về thêm một cái màu mới quý vị nhá. Đây là một cái màu đèn sân khấu này. Đèn sân khấu này thì có thể có là đèn treo nhá, gọi là đèn treo cho em. Và đặc biệt cái màu này ấy, thì nó không xoay nhá. Dành cho các bác nào mà nó xoay mà thường xuyên vì thấy trong đau mắt, trong mặt ấy, thì mình mua cái loại này thôi. Nó chỉ là thay đổi màu sắc như này. Nó chỉ thay đổi màu sắc thôi nhá, còn nó không xoay. Đấy, nó không làm mình bị loãng nha. Nó bình thường là nó xoay xoay như này, nhưng bây giờ nó không xoay đâu. Nó đứng yên. Đấy, một cái màu như này nó đổi màu thôi theo cái tùy thích, có remote điều chỉnh màu theo quý ý mình nhá. Có remote điều chỉnh màu này. Đấy, nó là chuyện như vậy. Thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của mình với giá chỉ có là 90.000 một cái nhá. 90.000 một cái thôi quý vị ơi. Đấy, quý vị bà con của bác mình có nhu cầu mà chơi thì alo cho em nhá. Cái này để trang trí hay là gì cũng được, rất chi là đẹp luôn nhá. Rồi, nay em dọn kho còn sót một thùng quý vị nhá. Một cái thùng bơm một ống này. Đấy, à cực kỳ là ok luôn. Có đồng hồ báo áp cho em luôn nhé, có đồng hồ áo áp cho mình luôn này. Đấy, cái này thì mẫu này là gọi là bơm một ống bơm luồng nhá. Mình có thể để túi sách này, hay để cặp này, hay là để đi đâu ấy, pít tít là cực kỳ hay luôn nhá, cực kỳ nhỏ gọn luôn. Nó chỉ gói gọn năm một cái thùng như này, một cái hộp giấy nhỏ gọn như này á, cực kỳ là hay luôn. Thì ngày hôm nay em xóa kho còn một thùng thì em sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình với giá chỉ có là 80.000 một cái nhá, 80.000 thôi. Đấy, quá rẻ và quá ngon luôn nhá. Quý vị về bơm xe máy, xe đạp hay là nói chung là giả chiến, những lúc nào cần thiết thì mình sử dụng nó cực kỳ là hay nhá. Quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu thì ơi em. À, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình một cái mẫu sản phẩm. Đây là một cái máy sấy tóc nhá. Đây, mẫu và sấy tóc mini này, công suất của nó là 100W quý vị nhá, 1.000W nhá. Đấy, công suất là 1.000W cho em. Đấy, cực kỳ là hay luôn. Đấy, nó có hai chế độ quý vị nhá, nhanh và mạnh và nhẹ cho em này. Đấy, thì phụ nữ là đàn ông là trẻ em gì cũng xài được hết, cực kỳ là hay luôn. Thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con gặp mình một cái giá siêu rẻ luôn nhá. Chỉ có 35.000 đồng một cái thôi. Hay 35.000 một cái nhá. Rồi, quý anh chị em bà con của bác mình ấy, ai có nhu cầu quan tâm đến cái màu sấy tóc này thì mùa đông mùa hè hay là các các em học sinh ấy, hay có nhu cầu đến sử dụng cái này thì alo cho em nhá. Nên em về lại một cái dòng sản phẩm này cho quý vị bà con của bác mình này.
Đấy, bấy lâu nay quý vị hỏi rất là nhiều nhá. Đấy là cái bộ lọc giác bi. Đấy, bộ lọc giác bi quý vị nhá. Đây đây là lớn thì nó có tổng tổng là 9 cây nhá. 9 cây cho quý vị mình. Đấy, nó có thông số rõ ràng như trên này cho em này nhá. Rồi, thì ngày hôm nay bên em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của mình với một cái giá siêu rẻ luôn nhá. 50.000 một bộ cho em này, hàng Yeti, hàng USA cho em nhá, Yeti. Đây là một cái thương hiệu đã có nổi tiếng từ lâu rồi quý vị nhá. Quý vị nào đã xài rồi thì biết. Đấy, một cái dòng chất lượng nhưng mà em sale giá siêu rẻ luôn. Chỉ có 50.000 đồng thôi quý vị nhá. Rồi, anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu thì vào gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Ngọt quý vị nhá. Đây, cắt chém như láng mịn luôn. Đây, một cái thân gỗ cái kia chắc chắn này, một cái bộ lam xích này và một con máy mài thực sự xin xò cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Thì ngày hôm nay em thanh lý những cái lô sản phẩm này cho quý vị bà con bạc mình sử dụng này nhá. Rồi, đây là cái bộ lam xích em đã test thử máy cho quý vị rồi. Còn đây là cái bộ lam xích đầy đủ phụ kiện chi tiết cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Đây, lam dài 12 in. Dạ, và khi mình lắp xong ấy thì nó toàn tầm 29 cm nha. Đấy, bắt là bảng của nó, phụ kiện theo kèm đầy đủ, ốp và bảo vệ, nói chung là dây xích nguyên một cái bộ phụ kiện như này nha. Thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình với giá siêu rẻ luôn, với giá chỉ có là 120.000 nhá, 120.000. Đấy, còn quý vị nào ở nhà nào có lam, có máy mài rồi thì mua lam, mà chưa có thì mua thêm một nguyên một cái bộ set phụ kiện như này. Thì một set phụ kiện như này, cả lam mài cả xích thì em sẽ với có giá chỉ có 490.000 thôi quý vị nhá. 490.000 một con máy công suất lên đến tầng 850W nhá. Đấy, xài lưỡi một tấc một cho em, công tắc bóp này, có điều chỉnh tốc nhá, 5 chế độ điều chỉnh tốc cho em. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò. Hàng này là hàng công nghệ Nhật Bản quý vị nhá. Đây, hàng Japan liên doanh nhá. Cực kỳ là ok luôn. Hàng này cực kỳ là đầm tay nhá, nặng. Đấy, hàng này em bao chất lượng cho quý vị mình xài nhá, gia đình công trình gì em bao hết. Cực kỳ là xịn sò. Thì đấy, quý vị bà con bác mình có nhu cầu quan tâm đến cái mẫu sản phẩm này thì ở em nhá. Đấy, nguyên combo của nó là 490.000, cả lam cả máy mài, có điều chỉnh tốc đầy đủ như này. Tay cầm khóa mở, phụ kiện theo kèm rất chi là đầy đủ nhá. Rồi, hàng em bao chất lượng cho quý vị mình xài. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô đồ chơi cho toàn thể các anh em hay thường xuyên thích ca hát này, nhảy múa nha. Đây, đó là một cái mẫu đèn xoay sân khấu nha, đèn xoay sân khấu. Thì nó theo kèm là có một cái đuôi nha, một cái đuôi mình ghim như này. Rất là tiện dụng, mình có thể đem đi khắp mọi nơi nha. Và đây là cái đèn, bóng đèn xoay cho em nha. Đấy, cực kỳ hay. Nó anh nào mà thích chơi nhạc sàng, nhảy múa thì đây, móc về một cái nha, rất là dễ sử dụng. Rồi, bật công tắc thôi thì nó đã xoay như này. Nó rất cực kỳ là đẹp và hay nhé. Đây là cái đèn cầu vồng. Đấy, không bị chóa lóa này. Đấy, đẹp chiều vàng mà không chóa lóa quý vị nhé. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cái đồ chơi này cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình với giá chỉ có là 50.000 đồng một cái nhé. Đấy, 50.000 đồng là gồm có một cái đuôi và một cái bóng đèn xoay như này. Đấy, mình để cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, thấy chưa? Mình để trong một cái góc phòng nào nó thì nó là xoay như này. Rồi, anh nào có nhu cầu quan tâm thì ở em nha. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô ấm đun nước nha. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Đấy, với cái dung tích của nó thì nó vào tầm 2 lít 2 lít rưỡi gì đấy. Đấy, thì cái sản phẩm này là inox nhá, ấm inox cho em này và có vòi báo hú này, lốc nó sôi nhá. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Đấy, có nắp đậy khi mình mở ra mình tải nhá. Còn đây là khi khói nó hơi nó ra nó sẽ báo tín hiệu cho mình lúc nào nó sôi nhá. Và đặc biệt cái mẫu này thì mình có thể nấu được bếp ga này, bếp từ này, bếp điện này. Đây, đấy, bếp ga, bếp từ, bếp điện nhá, thoải mái cho em. Cực kỳ là ok, tia hồng ngoại gì cũng ok hết. Thì ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có 45.000 một cái nhá. 45.000 một cái thôi quý vị ơi. Đấy, nhanh tay nhanh chân lên nhá. Chào toàn thể anh em nhá. Đấy, ngày hôm nay bên em có về một cái lô sản phẩm, đây là một cái
màu khoang pin đầu 13 ly quý vị nhá. Đây màu khoang pin 13 ly này. Đây hàng rất kia là xịn sò luôn. Đấy, đây là cái đầu kẹp Autolux nhá. Và nó là 20 cấp độ trượt. Nó có 3 chế độ cho em này. Đấy, búa, chế độ búa thì mình khoang tường này nhá. Chế độ khoang này, khoang sắt, khoang gỗ, băng tôn, băng vít thì chơi cái ngực này cho em này. Và đây là cái chế độ này để bằng bắn những con vít nhẹ nhá. Cho em này, bằng nhựa như vậy, thật cao nhựa nhá. Và có hai chế độ nhanh chậm trên thân máy này. Dòng motor từ bootleg không thang nhá. Đấy, và pin của nó là pin 10 cell này. Hai quả pin dung lượng lớn cho em này, sạc bằng nhanh này, hộp đựng theo kèm. Đấy, có tay cầm theo kèm luôn, cực kỳ là xịn sò nhá. Và bây giờ em sẽ test thử con máy này cho mình xem nhá. Vào những cái vật liệu. Đấy, vào những cái vật liệu. Đầu tiên là vít băng gỗ nhá, dài 10 phân này nhá. Đây, cái này lắp sẵn rồi. Đấy, vít băng gỗ dài 10 phân cho em này. Đấy, bắn xuyên luôn nhá. Bắn thử xem như nào đây. Đấy, nghe nhẹ nhàng, cực kỳ là sướng luôn nhá. Đấy, ba cái mẫu này thì em bao cho toàn thể quý anh chị em bà con của mình đấy. Là làm thờ mộc này, làm xây dựng này, khoang sắt, khoang gỗ, bắn tôn, bắn vít thì khoang tường, em bao nhá, cực kỳ là khỏe luôn. Hàng bao chất lượng và bên em là có giá thì chỉ có là 760.000 thôi, một cái dòng sản phẩm như này. 760.000 quý vị nhá. Đây là sở hữu được một con máy bao chất lượng, bao xịn sò như này. Anh chị em bà con hoặc mình ai có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Tiếp theo ngày hôm nay bên em có về một cái lô máy cắt cỏ xài bằng pin nhá. Và đặc biệt đây là cái màu xài bằng chân pin phổ thông quý vị nhá. Đấy, chân pin này thì rất là thông dụng luôn. Quý vị nhà có máy khoang pin này như nào ấy là đây gọi là chân pin phổ thông nhá. Đấy, cực kỳ là dễ sử dụng luôn. Đấy, mình có thể mua thêm pin thay thế sử dụng pin rất là dễ nhá. Rồi, với một cái bộ comble đầy đủ như này, máy gồm có hai pin, một sạc nha, sạc là sạc lớn này, hai pin một sạc nha. Và được tặng kèm theo là năm cái lưỡi cắt cỏ này, năm cái lưỡi cắt cỏ mềm nha, bằng nhựa, và một cái lưỡi cưa và hai cái lưỡi dao. Đấy, phụ kiện theo kèm là đầy đủ như này. Đấy, lá chắn đầy đủ, cầm tay cầm đầy đủ nhá. Thì ngày hôm nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con và mình với cái giá là siêu rẻ luôn nhá. 580.000 thôi, 580.000 một cái bộ. Máy gồm có hai pin, hai các cỏ xài pin cực kỳ là xịn sò luôn. Rồi, anh chị em bà con của bác mình ai có nhu cầu quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Chào toàn thể anh em nhá. Đấy, ngày hôm nay có về một cái lô sản phẩm này. Đây là hàng này là hàng công ty cao cấp quý vị nhá. Đây hàng này là Botchun này nhá. Đấy, hàng tem đốc luôn. Đấy, cực kỳ là ngon, một con bu lông 2 trong 1. Đấy, đầu bắn tôn bắn vít nhá. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, máy theo kèm là hai pin 10 cell này, sạc bàng lớn cho em này, motor từ không thang nhá. Đấy, đa năng, có thể băng tôn băng vít cực kỳ là ok. Và bây giờ em sẽ test thực tế cái độ khỏe của nó nhá. Một con vít này, băng vít này là vít băng gỗ và dài 10 phân nhá. Bắn cho quý vị cùng xem luôn này nhá. Đấy, một tay thôi nhá. Đấy, quý vị nhìn thấy nhá, bắn cực tràng luôn, quá phê luôn. Đấy, bao khỏe nhá, máy bao khỏe. Cực kỳ là đã quý vị nhá. Đấy, những cái màu này thì em bao cho tất cả quý anh chị em bà mình đi bằng tôn này, bằng vít này. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, đạo chiều ra luôn nhá. Ok quý vị nhá. Rồi, giá bên em đang sale cực kỳ sẹp sàng luôn cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Với giá 580.000 nhá, 580.000 một bộ hai pin một sạc theo cho em như thế này. Cực kỳ hàng cao cấp nhá. Đấy. Giá siêu rẻ. Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị em bà con của bạc mình nhá. Đấy, ngày hôm nay kênh Tấn Phúc bên em ấy về một cái lô sản phẩm, đây là đèn pin mini hàng Nhật bại cực kỳ là ok luôn quý vị nhá. Đấy, cần hay nhá. Có dây đeo cầm trong tay này nhá, cực kỳ là đẹp và nó là dòng mini siêu sáng luôn nhá. Với cái mẫu này thì đèn pin siêu sáng luôn này, nó có thể rút ra rút vào này để cho nó tùy theo mình nhá. Đấy, nó gom gọn này và sáng xòe ra nhá, cực kỳ là ok luôn này. Thì nó là có hai chế độ cho em này. Đấy, đèn bên hông này, đèn nhấp nháy này, đèn bên hông cho em này, ok chưa, sáng cực kỳ là sáng luôn này. Thì ngày hôm nay về với số lượng lớn thì em sẽ thanh lý cho toàn thể, sell hàng cho toàn thể quý bà con và mình sử dụng nhá. Với mức giá chỉ có 45.000 đồng một cái thôi. Đấy, 45.000 đồng một cái nha. Hàng bao chất lượng bao ngon luôn cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình xài nhá.
Rồi tiếp theo ngày hôm nay bên em lại về thêm một cái dòng sản phẩm nữa, đấy là một cái mẫu đèn bảo. Đấy, cái bà hai đèn bảo này thì quý vị đã sử dụng rồi thì nói chung là rất chi là sự mê ly luôn nha. Rồi riêng cái dòng sản phẩm này thì nó là có một cái hiệu năng rất chi là cao, đó là mình có thể sạc bằng năng lượng mặt trời cho em nhé, sạc bằng năng lượng mặt trời như này và mua gì cũng nó ok hết, và có thể có khả năng tích điện và nó có thể chuyển qua mình cổng USB để mình sạc điện thoại khi cấp điện nha. Đấy, và cái này có thể nạp bằng năng lượng mặt trời cho nên cứ yên tâm mà sử dụng quý vị nha. Và nó là có hai chế độ cho em. Đấy, một chế độ như này là đèn như này. Đấy, đèn mình rút lên là đèn và khi mình đóng lại là như này nhá. Đóng lại thì nó sẽ tắt. Và thêm một chế độ nữa là quạt cho em. Đấy, giả chiến cực kỳ là hay nhá. Quạt giả chiến này. Đấy, nó xài cực kỳ nhiều chức năng. Và thêm có thêm một chế độ nữa là mình có thể lắp pin tiểu. Đấy, cái quả pin mà nhỏ ấy, 1.5V ấy, thì ba quả pin vào đây là mình có thể sử dụng ok luôn. Thì ngày hôm nay trên kênh em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình sử dụng với mức giá chỉ có 100.000 thôi nhá. 100.000 một cái thôi. Ai giá quá rẻ, quá bèo nhèo. Đây là hàng nói chung là ngon, đỉnh cho toàn thể quý vị bà con của bác mình sử dụng nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em lại về thêm một cái tiếp tục về cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là cái một cái ấm siêu tốc thủy tinh cho em nhá. Hai thủy tinh trong suốt cực kỳ là hay luôn. Đây là hàng Cucu, hàng Hàn Quốc cho em nhá. Hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Và đây nhá, khi mình sử dụng thì có cái viền quanh như này là có đèn nhá, có đèn sáng cho em này. Đèn màu xanh nhá, cực kỳ là đẹp luôn quý vị ơi. Đấy, với dung tích của nó là 2,5 lít nhá. Với dung tích nó in trên bao bì 2 lít. 2 lít quý vị nhá. Đấy, nói rõ ràng như vậy là 2 lít cho em này. Rồi, để theo kèm đầy đủ như này thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình một cái một sản phẩm như này chỉ có giá là 135.000 nhá. Đấy, 135.000 thôi quý vị ơi. Hãy hàng bao ngon bao chất lượng luôn. Đấy, siêu đẹp cho toàn thể quý vị bà con bạc mình sử dụng nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em sẽ tiếp tục giới thiệu cho quý vị một cái dòng sản phẩm, đây là cái mẫu dòng cụ làm vệ sinh kính nhá. Hãy vừa trà kính này, cái này là mình để vuốt kính nhá. Hãy bằng cao su non này, mềm này nhá. Còn cái này là trà vệ sinh, nó là tầng hai bên luôn. Hãy mình ráp về hai bên nhá. Bên này trà nhá, đấy, bên này trà này và bên này vuốt kính này, đấy, vuốt kính nó sạch này, cực kỳ là ok luôn nhá. Và được tặng kèm theo một cái lưới như này để mình lắp cái những cái bức mìn vào ấy, mình lau cho nó khô nhá. Này, rồi với cái dòng sản phẩm này thì em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình ấy với giá chỉ có là 30.000 một cái thôi nhá. 30.000 một cái, đấy là cái dụng cụ để làm vệ sinh kính này, cực kỳ là ok luôn nhá. Kính hay là nhà bếp gì cũng làm ok hết. Mình vuốt vào gạch, vào đá, gạch gạch men gì cũng được hết nhá. Đấy, nó cực kỳ hay. Đấy, cực kỳ ok nhá. Anh chị em bà con của bác mình quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, khóa hũ cho toàn thể quý vị bà con của bác mình nhá. Đây, ai muốn không bị trộm đột nhập này thì mua về một cái ổ khóa hũ như này để bảo vệ cho ngôi nhà của mình nhá. Bảo vệ tài sản của mình quý vị nhá. Đấy, một cái lô khóa hũ em về, cái lô khóa hũ này cực kỳ hay quý vị nhá. Nó thì nó có hai chế độ. Nếu bác nào mà không muốn hú thì mình có thể lực cái khóa đầu này thôi và mình trở qua trở lại như vậy, một bên thì hú một bên không hú nhá. Rồi, được tặng kèm theo là quả pin này. Đấy mày, quả pin nhá. Pin để mình báo loa này, pin báo loa nhá. Rồi, nó cực kỳ hay quý vị nhá, với giá cực kỳ rẻ luôn. Bên em hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 75.000 một cái nhá. 75.000 một cái ổ khóa hú này. Siêu ngon luôn quý vị nhá. Đấy, để bảo vệ cho tài sản của gia đình mình thì quý vị nên múc nhanh múc lẻ cái màu sản phẩm này nhá. Hay đuôi đèn cảm ứng lại về hàng quý vị nhá. Đuôi đèn cảm ứng lại về hàng cho quý vị bà con bác mình này. Đấy, mình mua một cái mình về mình lắp ở trước cổng ấy hoặc là đường hành lang gì đấy, nhà vệ sinh, khi đi ban đêm ấy, khi tối có người qua là nó sẽ từ sáng cho mình này. Đấy, nó cực kỳ hay quý vị nhá. Thì ngày hôm nay em xâm xeo giá rẻ này cho toàn thể quý vị bà con của bà mình nhé. Với giá chỉ có 55.000 thôi. 55.000 một cái cho em này. Hay quý vị bà con của bác mình ai có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhé. Rồi, ngày hôm nay tiếp theo em có về một cái lô sản phẩm nhé. Đây là cái bộ độc khẩu từ 8 đến 10 nhé. Từ 8 đến 10, từ 8 đến 24. Đấy, từ 8 đến 24. Hai hàng bao ngon luôn đấy. Hôm nay thanh lý giá rẻ cho toàn thể quý vị bà con của bác mình nhé. Phải sử dụng. Đấy, gồm phụ kiện theo kèm này nhá, gồm một cái cần tự động và một cái cần nối ngắn này.
cầu này là cầu ngắn quý vị nhé, cầu ngắn cho em này, đấy, từ 8 đến 24 cho em. Đấy, ngày hôm nay thanh lý với giá chỉ có 150.000 thôi. Đấy, quý anh chị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì hỏi em nhé. Rồi, ngày hôm nay bên em có về một cái lô, một cái mẫu sản phẩm, đấy là một cái mẫu nồi đa cấp nhé, mẫu nồi đa năng. Đấy, mẫu nồi hàng là hàng inox xịn sò luôn. Đấy nha, nắp này là cái này là đặc quý vị nhá, không rồng nhá. Đấy, tay cầm là đặc cho em này. Đấy. Đấy, đồng nhá. Đấy, mà đồng cực kỳ là đẹp luôn. Nắp kiếng này, inox bọc inox này, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Thì cái mẫu nồi này ấy, thì nó có ba một bộ, như gồm có ba cái này. Cũng có ba size nhá. Cũng có 18 cm này. Là 2.7 và 20 cm là 3.8 nhá. Và 22 cm là 4.7 này. Đấy, kích thước này nó đầy đủ như này. Thì cái nồi này là nồi không kén tất cả các loại bếp nhé, nấu được bếp từ, bếp ga, bếp điện, bếp phòng ngoài đều được hết cho em nhé. Đấy, hàng này là inox cao cấp này, thì ngày hôm nay em thanh lý này, sale trên rẻ trên kênh cho quý vị bà con bác mình sử dụng nhé, với giá chỉ có 380.000. Đấy, 380.000 một bộ như này là gồm có 3 cái nhé, hàng cực kỳ cao cấp. Đây, hàng comment cho quý vị nhé. Rồi, anh chị em bà con bác mình quan tâm thì hỏi em nhé. Rồi, ngày hôm nay tiếp theo em có về một thêm một cái lô sản phẩm nha quý vị nhá. Đấy, hàng cực kỳ xịn luôn, và đây là hàng bài nhá, hàng bài. Đấy, quý vị bà con bạc mình tha hồ sử dụng nhá. Đấy, với về một cái lô sản phẩm là đầu bán tôn nhá, đầu bán tôn 8 ly cho em này. Đấy, 500 nằm có sẵn trong rồi nhá. Cực kỳ ok luôn. Và ngày hôm nay em thanh lý giá siêu rẻ cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Đầu bán tôn này, đầu bán vít này nhá. Đầu bán tôn bằng vít Makita này, cực kỳ ok luôn nhé. Đây, ok chưa quý vị? Rồi, dập chữ nồi luôn. Đấy, hàng bao ngon rồi nhá. Đấy, và giá cực kỳ siêu rẻ cho toàn thể quý vị luôn. Đấy, với giá chỉ có 2.000 đồng nhá, 2.000 một đầu thôi. Đấy, hôm nay em sell kênh trên kênh bảng cực kỳ rẻ luôn. Quý vị bà con bạc nhanh tay nhanh chân lên mua về sử dụng nhá, giá siêu rẻ. Đấy, cực kỳ ngon, 2.000 đồng một cái nhá. Một đầu 2.000, đấy, đồng giá nhá, đồng giá. Đầu bằng tôn bằng vít này, bằng vít cũng 2.000 mà bằng tôn cũng 2.000 một đầu cho em. Hãy quý vị bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Rồi, tiếp theo đấy là có cái lô sản phẩm là mùi này, mùi khoang, mùi này là mùi dài nhá. Mùi dài thì như là mùi 6 em như là còn rất là ít, còn lại mùi 12, mùi 10 thì nhiều nhá. Rồi, thì một mùi như này thanh lý 2 mùi nhá, đi đơn một đôi như vậy nhá, đi đơn là một đôi như vậy là hai cái là 15.000. Đấy, đi đơn một đơn hai cái là 15.000 cho em nhá. Đấy, quý vị bà con bạc mình quan tâm thì ở em nhá. Tiếp tục ngày hôm nay bên em có về cái lô súng nến nhá. Đấy, súng nến dành cho các quý nào mà hay thường xuyên hay làm đồ chơi đấy. Đây, đây là khẩu súng nến xài điện 50-220 gò má nhá. Đấy, và mỗi đơn hàng là mình tặng kèm theo 5 cái nến dài này. Đấy, 5 cái nến dài như này nhá, đang kèm theo này. Đấy, với giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, thân hôm nay sale giá rẻ sập sàng nhá, 40.000 cho toàn thì quý vị bà con bạc mình nhá. Ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Còn anh nào có nhu cầu mua thêm nến thì đây nhá. Đấy, 10 cây của nó là nhiêu tiền đấy? Hả? 5 cây 10.000 nhá. Đấy, 5 cây 10.000. Đó, mốc thêm thì lấy luôn nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em có về một cái dòng sản phẩm nhá. Đấy, về và sale rẻ luôn, cực kỳ rẻ cho quý vị bà con của bác mình luôn nhá. Đấy, với một cái dòng sản phẩm là máy đo huyết áp này. Máy đo huyết áp xài điện tử quý vị nhá. Máy đo huyết áp điện tử cho em này. Đấy, cực kỳ dễ sử dụng luôn. Đấy, bác nhà nào mình cũng nên mua một cái như này về để trong nhà ấy, rất chi là tiền lời nhá. Rồi, rất cái và dễ sử dụng luôn. Cái này thì mình quàng vào trong tay rồi. Này thì ai cũng từng đi khám bệnh rồi nhá, thì chắc có lẽ cũng có biết. Đấy, mình quàng vào trong tay, mình vẫn vào và có sợi dây. Này nó có một sợi dây nhá, dây để lòi ra cho mình. Đây, dây này nhá, dây này mình găm vào đây cho em này. Đấy, mình găm vào máy nhá, mình găm vào máy cho em. Đây, bên hông. Làm là bên hông này. Này là mình găm như này. Rồi là ok nhá, găm như vào. Xong đó thì mình bỏ pin nhá. Pin thì mình bỏ pin đây, gồm có 4 quả pin nhá, mua 4 quả pin nhá. Máy theo kèm là không pin quý vị nhá. Đấy, mình nhớ lưu ý là về mua pin cho em này. Em thanh lý rồi nên không có pin nhá. Rồi, 4 quả pin con thỏ vào đây cho em. Rồi, và
chỉ bấm nút nguồn này là nó sẽ tự động đo cho mình thôi, cực kỳ là hay nhá. Và ngày hôm nay trên kênh của em ấy thanh lý với giá chỉ có 180.000 thôi. Còn quý vị nào mà không mua ấy, thì nhớ cái cùng nhá, đây là cái cụ sạc của Samsung ấy, là đầu to đầu nhỏ là găm vào là mình xài được luôn, hay không cần pin nhá, cực kỳ là hay. Đấy, với giá chỉ có 180.000 một cái cho em này. Đấy, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, hôm nay em có về một cái lô sản phẩm quý vị nhá. Đây, một cây tô vít cực kỳ là ok đây nè. Tô vít này là tô vít tăng giảm nhá, có thể tăng giảm luôn. Đấy, tăng giảm vào hai đầu, mà đầu ba ke và đầu bẹp nhá. Đầu này đầu 6 in nhá, đầu 6 cho em này. Và mình nó tăng giảm, mình muốn dài thì dài nhá, muốn sâu muốn ngắn lại như này là được này, còn muốn dài ra thêm chút xíu là ok nhá. Đấy, có nắp cài luôn. Cực kỳ là ngon nhá, 500 từ cực là xịn xò, cực kỳ cứng nhá. Và đặc biệt cái này có thể mình làm chữ L, chữ T, mình có thể cầm quay mở một cho nó vững chắc hơn được nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Hôm nay em thanh lý với giá sập sàng luôn nhá. Đấy, giá sập nguồn luôn. Với giá chỉ có 10.000 đồng một cây thôi. Ok chưa? Quý vị ok thì gọi điện alo nhá. Rồi, keo ngâm cho tất cả các anh tí ấy, quý vị ơi. Đấy, nhà nào anh tí mà nhiều ấy, hay thường xuyên quậy phá thì móc ngay cái này về cho em nhá. Đấy, về hàng này hàng Thái Lan, nói chung là đảm bảo môi trường, ngon là cành đào nhá. Đấy, về giòn cổ cho nó xài cho quý vị nhá. Đấy, ăn vào là ok con tê tê luôn. Đấy, cái bông nó từ từ phần lên thôi, nó kiếm miếng nước nó uống là xong phim nhá quý vị nhá. Rồi, một hộp 25.000 thôi nhá. Đấy, thanh lý một hộp 25.000, hàng Thái Lan cực kỳ là ngon luôn. Đấy nhá, em nói ngon nhưng mà quý vị đừng về đừng có nếm thử nhá, đâu nếm thử là xong phim luôn đấy. Đấy, dành cho những anh tí ngon thôi. Đấy, rồi tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô sản phẩm nha quý vị ơi. Đấy, một cái lô ổ cắm này, hàng cực kỳ là đẹp luôn, bao xịn sò luôn nhá. Đấy, đặc biệt là quý vị mua về mình có thể, đây là gọi là một cái ổ cắm đa năng, thì mình có thể là có cổng USB này, có sạc điện thoại này, và có công tắc mở nguồn luôn nhá. Gồm có 4 ổ cắm thì 5-6 ổ cắm nhá. Và cái ổ cắm này ấy, mình có thể cắm đầu bẹp, đầu tròn và đầu ba rồi gì cũng được nhá, rất chi là ok luôn. Nó có đầy đủ, rất chi là to và rộng. Thì nó có đi kèm theo này 4 cái cổng USB để mình sạc điện thoại như đây nhá. Đây là cái dây sạc điện thoại, mình găm vào đây trực tiếp là với cái nguồn của nó là 2A là mình để sạc điện thoại cho em nhá. Và khi mình dùng thì có công tắc nguồn luôn. Đấy, thấy chưa, là có điện rất chi là đẹp luôn quý vị nhá. Thì ngày hôm nay trên kênh của em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về xài với cái lô sản phẩm ổ cắm nhá. Cái dây nguồn của nó ấy, thì cái dây nguồn của nó chỉ có 1 mét thôi. Có ấy, quý vị nào mà có nhu cầu thì mình về mình nối dài ra nhá. Đây là em nói trước trên line là như vậy. Với cái giá là 65.000 một hộ nhá, 65.000 một hộ thôi. Đấy, giá siêu rẻ luôn. Quý vị có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Và ngày hôm nay có về lại cái lô sản phẩm thảo dược ngâm chân nhá. Đấy, những ai thường xuyên hay đau mỏi nhất tê bì chân tay thì hãy mua ngay cái gói thuốc ngâm chân ngâm tay này về nhá. Đấy, để ngâm để giải độc cơ thể. Nó là cực kỳ, đây là gồm có thảo dược gồm gừng nhá. Rồi nói chung là các cái thảo dược cực kỳ là hay luôn. Đấy, ai tê bì chân tay thì về ngâm với nước ấm nhá. Đấy, nước ở tầm 50-55 độ trở lại thì mình để vào, xong mình ngâm. Đấy, một lần ngâm tầm 30 phút nhá thì có cực kỳ là sung sướng cuộc đời luôn. Đấy, chân cẳng nào cũng nhức mỏi gì cũng hết hết nhá. Cực kỳ một cái thảo dược cao cấp dành cho quý anh chị em bà con của bác mình, ai bị tê bì chân tay nhức mỏi thì mua cái gói này, một gói là 50.000 nhá. Đấy, một gói 50.000 thôi, giá yêu thương nhá. Đấy, ngang tay nhanh chân lên quý vị nhá. Đây là thuốc gia truyền. Đấy, thuốc gia truyền nhá. Đấy, của một nhà gia truyền cực kỳ hay luôn, em nhập về cho quý vị sử dụng nhá. Rồi, thanh lý giá sập sàng quý vị ơi. Đấy, về ngày hôm nay có lô kéo cắt gà Hàn Quốc nhá. Đấy, một cái lô mà nói là kéo cắt gà Hàn Quốc, bao chất lượng, bao xịn sò luôn. Đấy, cắt đâu là đi đấy luôn nhá. Đấy, tay cầm rất chi là dễ thao tác này. Và đặc biệt cái mẫu này thì nó cái móc khóa nó cực kỳ là hay nhá. Đấy, cái mẫu này nó gài rất chi là chắc chắn luôn. Khi mình không sử dụng nữa thì đây, mình không sử dụng thì nó cài vào đây rất chi là ok luôn nha. Đấy, cái này thì nó rất chi là bền luôn.
bao bền bao chất lượng nhá. Đấy, tay cầm rất chi là gọn gàng đẹp luôn. Đấy, kéo cắt gà, cắt gà, cắt đùi gà, cắt thịt gà nhá. Rồi, thanh lý ngày hôm nay về số lượng là nhiều, thanh lý cho quý vị về mình xài này, 90.000 một cái nhá, với giá 90.000 thôi. Đấy, cái này mình có thể là làm cá cũng được nhá, làm cá cũng được, ok quý vị nhá. Đây, làm cá cực kỳ ok luôn nhá. Này, có thể đánh này, này cực kỳ ok, ngon, khỏe, bao cắt đầu cá luôn nhá, rất chi là xịn sò luôn. Rồi, có lò xo bóng từ mỡ luôn nhá, thấy chưa, bóp vào nó, và được tặng kèm theo một cái nữa này. Đấy, được tặng kèm theo một cái lò xo nữa nhá, để giữ sơ cua nhá, tặng kèm theo một cái lò xo để sơ cua luôn. Đấy, cực kỳ là ok, thanh lý giá cực cốt luôn, 90.000 một cái nhá. Rồi, ngày hôm nay có về một cái lô dây và súng rửa xe tiếp tục nhá. Đấy, về một cái lô sửa dây rửa xe này cực kỳ là ngon luôn, dây áp lực cao nhá, dây chiều áp lực cao cho em này. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, bọc này ngoài ấy rồi trong thêm ni lông này, cực kỳ ngon cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đấy, giá cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, cực kỳ là xịn sò này nhá. À, dây này bao nhiêu nè? Đấy, một cuồng dây mà 20 m, một cuồng dây 20 m nha. Dây áp lực cao này, dây để lắp cho máy rửa xe, rồi máy rửa xe bằng điện nhá. Đấy, đầu này là đầu bít này. Đấy, cực kỳ là ngon luôn, hai đầu. Dây áp lực cao với giá chỉ có 200.000 nha. 200.000 một cuồng thôi quý vị ơi. À, dài 20 m luôn. Dây áp lực cao về rất chi là nhiều, rất xịn sò. Đấy, còn việc bao nhiêu bao ở đây nữa nha. Với giá cực kỳ là rẻ luôn, 200.000, bán rẻ bán chơi cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình. Còn súng này, súng thì quý vị nào có nhu cầu quan tâm thì ơi em luôn nè. Súng này súng rửa xe luôn nhá, súng luôn. Súng này một súng chỉ có 100.000 thôi. Đấy, bán rẻ bán chơi cho vui nhá. Đấy, gọi là bán chơi cho vui thì 100.000 một cái thôi quý vị ơi. Mua về sức cua xịt, xịt rửa thoải mái nhá. Dành cho máy rửa xe, xài điện cho em nhá. Cực kỳ là ok, hàng bao chất lượng, bao xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình này. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạn mình quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh của em có về một cái mẫu sản phẩm. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, mấy cái này thì nó thật cho các bô lão hay lưng lớn ấy thì cực kỳ là thích luôn. Cực kỳ thích nó nhá. Đấy. Và cái sản phẩm này thì nó có một thêm một cái ưu điểm nữa là nó có đèn led nhá, nó có đèn led đấy. Trên này là có hai cái đèn led cho em này. Ok chưa? Đấy, và đây là lúp này là có hai loại, một lần loại nhỏ, một loại lớn nhá. Một cái kính nhỏ, một kính lớn nha em. Và khi mình muốn ngắn đèn sáng thì có công tắc ở đây. Khi bằng đêm mình không thấy đường ấy, hoặc cái chữ nào nó tối nó mờ thì mình mở tăng cường ánh sáng nhá. Với lắp ba quả pin tiểu vào đây này là mình có thể sử dụng cực kỳ ok. Với cái màu kính lúp này đấy, nó nhìn như này quý vị nhìn thấy đấy, mình có thể tăng to nhỏ đồ sáng ánh sáng tùy theo mình nhá. Đấy, đấy như này quý vị nhìn thấy chưa, nó cực kỳ là ok đấy. 3D nhá, đấy, có đèn 3D luôn, cực kỳ là ngon luôn đấy, quý vị nhìn thấy chưa. Thay đổi theo từng góc độ nhìn nhá. Rồi, với giá chỉ có 65.000 thôi. Quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm đến cái mẫu sản phẩm này thì ơi em nhá. Đấy, thanh lý giá rẻ thôi, hay gọi là bán chơi thôi. Cái này bán chơi cho các bố lão về xài nhá. Nó cực kỳ là sướng. Đọc chữ nho này hay là xem những cái rá này, xem kim cương này thì chơi cái này cho em nhá. Đấy, hôm nay em có về tiếp theo cái lô khè ga nhé. Đấy, cái khò ga này. Đấy, và ngày hôm nay có giá ưu đãi cho toàn thể quý vị bà con bạc mình thôi nhá, thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về xài nhá. Đây là cái mẫu khò ga từ đồng nhá. Đây là nó từ đánh lửa ra tô, khi mình bóp cái cò này thì nó sẽ bắn lửa và nó sẽ từ mồi từ ấy, không phải cần hộp quẹt mồi đâu nhá. Đấy, cực là xịn sò luôn. Và cái tăng giảm này, đây là cái nút này là để tăng giảm cái lượng ga lớn hay nhẹ nhá, tùy thuộc mình. Đấy, lắp bình ga như thế này cho em. Đấy, thì ngày hôm nay về cái lô này số lượng cũng khá là nhiều nên thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Đấy, giá chỉ có 39.000 một cái nhá, 39.000 một cái thôi. Đấy, quý vị bà con bạc mình quan tâm thì ơi em nhá.